Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2026, ta là lão sư rất tốt 2. Đạo lôi điện thứ 2 kết thúc, đạo lôi điện thứ 3 lăn lộn muốn hạ xuống. Lúc này lôi điện càng lớn, dĩ nhiên có một thước, còn không có đáp xuống, thật giống như không chém giết người, thể không bỏ qua. Giặc giặc, chết. Nhưng vào lúc này, ngón tay của Thiên Diệp Vương lần nữa điểm ra, một đạo kiếm khí bắn tới. Vừa rồi đánh lén không thành công, để cho hắn phẫn nộ, lần này muốn thừa dịp một đạo thiểm điện cuối cùng đánh tới, triệt để chém giết Trương Huyền. Nếu không, lại xuất hiện một vị thiên nhận thánh giả, dị linh tộc bọn hắn nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng toàn thân hắn, như là điện mang. Ánh mắt của Lạc Nhược Hy híp lại, đang muốn xuất thủ, liền chứng kiến một thân ảnh thẳng tắp ngăn ở phía trước. Phốc suy, kiếm quang đâm vào trên thân, lập tức xé mở một lỗ thủng. Lạc Nhược Hy thở dài một hơi, không nhúc nhích. Không phải người khác, đúng là phân thân. Hắn nhìn thấy Thiên Diệp Vương 5 lần 7 lượt tìm phiền toái, cũng nhịn không được nữa. Dám đánh bản thể của ta, lão tử giết chết ngươi. Phẫn nộ gào thét một tiếng, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên. Ngươi, không nghĩ tới tên này ngay cả tính mạng cũng không muốn, trực tiếp vò tới trước mặt, Thiên Diệp Vương sửng sốt một chút, một chưởng vỗ tới. Giặc giặc, người ở trên không trung, phân thân lần nữa biến thành bánh thịt, bất quá không có lui về phía sau chút nào. Như trước dốc sức liều mạng xông tới. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo làm nguyên thần của Thiên Diệp Vương có chút tán loạn, rõ ràng bị thương. Đáng giận. Không nghĩ tới tên này không muốn sống như thế, như xài lang phát điên, sắc mặt của Thiên Diệp Vương khó coi, tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Gia hỏa trước mắt này không biết là cái gì làm thành, hung hãn không sợ chết không nói. Thân thể giống như cao su, vô luận công kích như thế nào cũng biến trở về, mặc dù thực lực xa không bằng hắn, bị quấn lên cũng đủ đau đầu. Không được, dây dưa với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ cần để cho địa đồ cùng thủy tinh dung hợp, ta chẳng khác nào triệt để khống chế Khâu Ngô Cung, coi như hắn phong thánh thành công cũng không làm gì được ta. Bị phân thân dây dưa, Thiên Diệp Vương một bên trốn tránh một bên thầm nghĩ. Chung quanh Trương Huyền đều là lôi đình, coi như là hắn cũng không dám tới gần. Cách rất xa đánh lén mà nói, rất dễ dàng bị người khác ngăn trở. Hơn nữa gia hỏa trước mắt này liều mạng như vậy, muốn đánh lén thành công đã không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp, mau chóng luyện hóa Khâu Ngô Cung, chỉ cần thành công khống chế lực lượng của cung điện, coi như đối phương phong thánh thì làm thế nào. Cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Cút ra! Bạo giống một tiếng, phung trưởng đập bay phân thân, Thiên Diệp Vương vội vàng đi vào trước mặt thủy tinh. Bàn tay đè ép tới. Ô, ô, ân. Nổ vang dồn dập, địa đồ cùng thủy tinh chậm rãi dung hợp. Nhanh ngăn cản. Trương Dẫn Khâu vội vàng hô lên. Ngô sư cùng Hàn hội trưởng xông tới, bất quá không có đến trước mặt đã bị đập bay. Bọn hắn chiến đấu một lát, cũng đã bị thương không nhẹ, chân khí không tốt, căn bản ngăn cản không nổi Thiên Diệp Vương một lòng muốn luyện hóa Khâu Ngô Cung. Đã xong. Nhìn địa đồ cùng thủy tinh xuất hiện dung hợp. Khâu Ngô Cung lắc lư cũng sắp kết thúc, sắc mặt của Trương Dẫn Khâu trắng bệch. Lúc này còn muốn ngăn trở, rõ ràng đã không kịp rồi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Sư thuận lợi phong thánh, có lẽ còn có thể thay đổi cục diện trước mắt. Vội vàng nhìn về phía Trương Huyền trên phong thánh đài. Giờ phút này, hắn đang thừa nhận một đạo phong thánh kiếp cuối cùng khảo nghiệm, tâm kiếp. Đây là khó khăn nhất, mức độ nguy hiểm so với hai cái trước càng lớn. Tâm kiếp quá khó khăn. Sẽ xuất hiện tâm ma, tiến hành mê hoặc người, người mạnh hơn nữa, cũng khó có thể chống chọi. Chỉ mong hắn có thể chịu đựng được. Lạc Nhược Hy như trước đứng ở cách đó không xa, hoàn toàn không có trầm tĩnh lại. Tuy Trương Huyền vượt qua hai cửa ải trước, nhưng khó khăn chính thức là cái này, không cách nào thành công, ý cảnh triệt tiêu, triệt để tử vong. Luyện thân dễ dàng, luyện tâm khó. Không biết bao nhiêu tu luyện giả, không có chết ở trên chiến đấu, mà ngã xuống ở trong tâm ma. Không quản ngoại giới lo lắng cùng chiến đấu, giờ phút này Trương Huyền đã triệt để đắm chìm trong ý niệm đặc thù. Tâm kiếp lôi điện vừa thô vừa to, bổ vào trên thân lại không có bất kỳ đau đớn, để cho hắn tựa như trong nháy mắt đi vào một địa ngục vô biên, đen kịt, cô tịch, nhìn không ra tiền đồ, nhìn không tới tương lai. Con đường rất dài, không có đầu cuối, cũng không có phương hướng, mà hắn hành tẩu ở bên trong, như là người lạc đường.
ta đang ở đâu, lại muốn đi đâu? Một hồi mê hoặc, ầm ầm, đang nghi hoặc, một người toàn thân đen kịt, bộ dáng như ma quỷ xuất hiện ở trước mắt, trong thanh âm mang theo dụ hoặc nồng đậm. Công pháp ngươi tu luyện là sai, tiếp tục tu luyện xuống, sẽ chỉ còn đường chết. Sai sao? Trương Huyền sững sờ, như phản xạ có điều kiện, ánh mắt vốn có chút mê mang mãnh liệt mở ra. Nói ta tu luyện sai, xem ra là ngươi ở trên việc tu luyện có vấn đề, như vậy đi, ngươi theo ta học, ta có thể chỉ điểm cho ngươi, yên tâm đi, ta là một lão sư rất tốt. Tâm ma. Chương 2027, Lạc Nhược Hy thực lực 1. Tâm ma khóc. Trước kia đều là hắn phá hư đạo tâm của người khác, để cho đối phương chối bỏ mình, tâm cảnh xuất hiện vết rách, sau đó thừa dịp yếu ớt mà vào, thôn phệ. Gia hỏa này thì ngược lại, mới mở miệng, mình ngay cả nói cũng không có nói xong, liền muốn thu mình làm đồ đệ. Có thể theo như lẽ thường an bài hay không? Ta là tâm ma a, là tới mê hoặc ngươi đấy, không phải là bị ngươi mê hoặc. Khục khục, ta là nói tu luyện của ngươi xảy ra vấn đề, nếu không rất nhanh có thể phong thánh thành công, không đến mức bị động như thế, thừa nhận thống khổ như vậy, nếu như ngươi tin ta, ta có thể để ngươi tu luyện nhanh hơn. Cố nén phiền muộn, trong lời nói của tâm ma lần nữa tràn đầy mê hoặc, khiến người ta nghe xong liền kìm lòng không được trầm mê trong đó, so với ma âm sư còn muốn đáng sợ. Ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, đừng kéo những thứ này, vô dụng thôi, nói công pháp của ta không đúng, là ngươi tu luyện ra vấn đề. Không tin, tới, đánh một quyền nhìn xem. Khoát tay áo, ánh mắt Trương Huyền thanh tịnh, không có bị một chút dụ hoặc. Nếu đối phương dụ hoặc hắn những thứ khác, có lẽ còn sẽ trúng chiêu, nhưng công pháp. Hắn ngay cả Khâu Ngô cổ thánh cũng có thể nói xấu hổ biến mất, một tâm ma nho nhỏ mà thôi, căn bản dao động không được. Bành! Tiếng nói còn không có kết thúc, tâm ma oanh một tiếng biến mất ở trước mắt. Mê hoặc không được, chỉ có bị tiêu diệt. Trước lúc biến mất, nội tâm của hắn tan vỡ, sao lại gặp được tên biến thái như thế này? Lần sau sẽ không tới nữa. Ô ô, ta muốn về nhà. Trương Huyền cùng tâm ma đọ sức chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngoại nhân nhìn tới, chỉ thấy một đạo lôi điện vừa thô vừa to thẳng tắp rơi vào trên người hắn, không có bị thương, cũng không có thổ huyết, càng không có khổ sở run rẩy, ngược lại nổ vang một tiếng, toàn thân chấn động. Ngay sau đó, trên đầu có từng đạo quang mang màu vàng phun ra, trên trời có vô số nguyên khí hình thành đóa hoa nhao nhao lao tới. Đây là, thông qua được tâm kiếp, sao nhanh như vậy? Lạc Nhược Hy sững sờ, tú mục trợn tròn. Cửa ải khó khăn nhất trong phong thánh kiếp, vốn cho rằng hắn có khả năng gánh không được, không nghĩ tới lôi điện vừa rơi xuống, liền thông qua được. Quá bất ngờ a. Dầm ào ào. Nguyên khí hoa hạ xuống, mây đen trên bầu trời chậm rãi tiêu tán. Một đạo hào quang trắng noãn chiếu xuống, dường như trời xanh bị xé nứt một lỗ thủng. Bị quang mang bạch sắc chiếu rọi, lúc trước trên người Trương Huyền bị thương, mắt thường có thể thấy được khôi phục, lực lượng trên thân bạo tăng. Thấy một màn như vậy, Lạc Nhược Hy thở dài một hơi, vội vàng đi vào trước mặt. Đột phá phong thánh kiếp, đúng là thời điểm thân thể suy yếu nhất, bất luận một chút tổn thương cùng công kích gì, cũng có thể để cho đối phương vẫn lạc, nhất định phải bảo hộ như hình với bóng. Trời giáng thánh khí, Trương sư thành công phong thánh. Hốc mắt đỏ bừng, nắm đấm của Trương Dẫn Khâu siết chặt nhìn không được buông ra, lời còn chưa dứt, chợt nghe Thiên Diệp Vương ở cách đó không xa cười vang. Hặc hặc, ta thành công. Ngay sau đó mọi người cảm thấy mặt đất lắc lư kịch liệt, toàn bộ Khâu Ngô cung tựa như sôi trào. Nguyên thần của dị linh tộc kia bàn tay chảo một cái, địa đồ chậm rãi bay tới hắn. Mọi người có loại cảm giác tựa như ảo mộng. Dường như lần nữa lâm vào họa quyển, không cách nào đào thoát. Đã xong. Trái tim của tất cả mọi người đều nguội lạnh xuống. Tuy Trương sư thành công phong thánh, nhưng mà bây giờ còn không có triệt để kết thúc, tu vi cũng sẽ không gia tăng quá nhiều, tình huống trước mắt của bọn hắn, tổn thương nghiêm trọng, chân khí tiêu hao sạch sẽ, không còn có sức phản kháng rồi. Không nghĩ tới mắt thấy sắp thành công, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hặc hặc, các ngươi đều phải chết. Cái gì thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả, đều phải chết. Cuối cùng luyện hóa được Khâu Ngô cung, tâm tình của Thiên Diệp Vương kích động, hí dài một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Lúc trước để cho hắn chịu khuất nhục lớn như vậy, hiện tại hắn muốn báo thù. Ầm ầm, bàn tay khẽ đảo, bổ tới Trương Huyền ở trên phong thánh đài. Gia hỏa này ghê tởm nhất, chạy đến chỗ ở của hắn trộm đồ không nói, còn sai người hủy nhục thể của mình, phải chết. Phần phật,
Lực lượng của một trưởng này so với vừa rồi không có khác nhau quá lớn, nhưng toàn bộ không gian giống như bị xé mở, trong nháy mắt xuất hiện vết rách đen kịt. Nắm giữ Khâu Ngô Cung tương đương nắm giữ toàn bộ không gian gấp, có quyền khống chế tuyệt đối, giờ phút này, cho dù có người cấp bậc đồng dạng, thậm chí cao hơn, bị nhốt ở đây cũng không phải là đối thủ. Đáng giận. Phân thân xông tới, bất quá mới tiếp xúc vết rách, đã bị chém thành hai khúc, rớt xuống. Xé rách không gian, thật sự quá mạnh mẽ, coi như bây giờ thực lực của hắn gia tăng lên không ít, tới so sánh, cũng kém một đoạn rất lớn. Chương 2028, Lạc Nhược Hy thực lực 2. Đã xong. Chứng kiến công kích của đối phương cường đại như thế, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy mát lạnh, tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngoại trừ Khổng Sư, vị cường giả phong thánh thứ hai, lại có thể bị chết ở nơi đây. Đang cảm thấy không có khả năng ngăn cản được công kích cường đại như thế, chỉ thấy Lạc Nhược Hy thủ hộ ở trước phong thần đài nhíu mày, trên mặt không vui. Hừ, bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống. Giặc giặc, công kích vô cùng huy hoàng của Thiên Diệp Vương lập tức ngừng lại ở trên không trung, tan thành mây khói. Sau một khắc, vị cường giả xuất khiếu cảnh vừa mới nắm Khâu Ngô Cung trong tay kia, như châu chấu bị phong cấm ở trong hổ phách, cứng ngắc không nhúc nhích, ngay cả biểu lộ cũng đọng lại. Làm sao có thể, ngươi rút cuộc là ai? Toàn thân run rẩy, Thiên Diệp Vương không thể tin được. Nắm Khâu Ngô Cung trong tay, hắn biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu. Vừa rồi một kích kia, đừng nói là cường giả xuất khiếu cảnh, coi như là thánh vực lục trọng, thất trọng đụng tới cũng chỉ có phần bị giết. Nữ hài trước mắt vẫn không nhúc nhích, bàn tay khẽ đảo, liền trấn áp mình, thực lực đến cùng mạnh như thế nào? Cường đại như thế, vì sao lúc trước không động thủ? Ta ở đây, ai cũng không thể động đến hắn. Không có trả lời nghi vấn của hắn, hai tay chắp sau lưng, Lạc Nhược Hy lần nữa nhìn về phía Trương Huyền đang đột phá, ánh mắt không hề bận tâm, yên tĩnh như nước. Các ngươi đánh nhau chết sống ta có thể mặc kệ, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương hắn. Cái này, đám người Ngô Sư sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cùng đối phương đi tới nơi này, trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận đặc thù gì, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa ra tay lại cường đại như thế. Quả thực không có khả năng suy nghĩ. Có thể nhìn ra cấp bậc của nàng không? Hàn hội trưởng lặng lẽ truyền âm. Vẻ mặt Ngô Sư tràn đầy cười khổ, lắc đầu. Lấy thực lực cùng kiến thức của hắn, lại nhìn không ra thực lực vị này đến cùng cao bao nhiêu. Nói cách khác, vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không có ở một cấp bậc. Thực lực mạnh như vậy, vì sao thời điểm ở thiên cung không ra tay, để cho chúng ta chết nhiều bằng hữu như vậy? Hàn hội trưởng nghiến răng. Không phải không xuất thủ, mà là chúng ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, sở dĩ tới đây, có thể là vì Trương Sư. Ngô Sư lắc đầu. Tuy cùng nữ hài tiếp xúc không nhiều, nhưng mà có thể thấy được đối phương trời sinh hờ hững, đối với bất cứ chuyện gì cũng không quá quan tâm, chỉ để ý Trương Sư mà thôi. Nhân vật như vậy, người để nàng xuất thủ cứu người, làm sao có thể? Lại nói, thiên cung cũng là khảo nghiệm của Khâu Ngô cổ thánh, tùy tiện xuất thủ, không chiếm được truyền thừa thì làm sao bây giờ? Cái này, Hàn hội trưởng nói không ra lời. Đúng là như thế. Đây không phải lạnh lùng, mà là tu luyện đạt đến cấp bậc nhất định, nhìn phai nhạt sinh tử, đối phương không nợ các ngươi, nên thời điểm không ra tay, sẽ không xuất thủ, nếu không sẽ gặp quy tắc áp chế, xuất hiện phiền toái không cần thiết. Tu vi càng cao, càng kính sợ thiên đạo, giống như leo càng cao, càng cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa, nàng cũng không phải không có xuất thủ, một mực nhắc nhở chúng ta, còn bị Giang Nguyên Vu hãm thành Thiên Diệp Vương. Ngô Sư nói tiếp. Đúng vậy à. Hàn hội trưởng gật đầu. Đối phương cũng không phải không có xuất thủ, nếu không phải nàng nhắc nhở, bây giờ bọn hắn còn bị nhốt ở thiên cung, thậm chí. Ngay cả Hắc Yên Trần Sa cũng không thể thông qua. Rõ ràng những thứ này, Hàn hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, không hề xoắn xuýt, đồng thời trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Tùy tiện một chiêu liền phong cấm Thiên Diệp Vương, ngươi cảm thấy nàng mạnh như thế nào? Ta cho rằng nàng có thể là... Ánh mắt Ngô Sư ngưng trọng lên. Danh sư cửu tinh. Chương 2029, ngươi là Khổng Sư. 1. Danh sư cửu tinh. Run run thoáng cái, Hàn hội trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Loại danh sư cấp bậc này, toàn bộ danh sư đại lục cũng không có bao nhiêu, từng cái đều kinh thiên động địa, một phát dậm chân, danh sư đường rung động lắc lư. Nhân vật như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa,
còn trẻ như vậy. Ngươi có phải tính quá cao hay không? Nhìn không được nhìn qua. Tuy thực lực của nàng sâu không lường được, nhưng thánh vực lục thất trọng cũng không tệ rồi, làm sao có thể đạt tới cửu tinh? Có thể có loại thực lực này, người nào không là lão quái vật tung hoành không biết bao nhiêu năm? Ta chẳng những không có tính quá cao, thậm chí còn thấp. Đây là di tích mà Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, Thiên Diệp Vương luyện hóa địa đồ, chẳng khác nào tuân theo ý niệm của hắn, Lạc Sư nhẹ nhõm ngăn cản, để cho đối phương không có chút sức phản kháng, nói rõ. Thực lực chân chính không kém cổ thánh, người mạnh như thế, không phải danh sư cửu tinh thì là cái gì? Ngô Sư nói, cái này, nói như vậy rất có đạo lý, bất quá, ta nhớ được có chút bảo vật huyết mạch thúc dục, cũng có thể có được lực lượng như thế, nếu ta nhớ không lầm, thánh nhân quý tộc Lạc Gia, cũng có được loại bảo vật thuộc tính này. Đột nhiên, Hàn hội trưởng nhớ tới một sự kiện. Tổ tiên Lạc Gia giống như Khâu Ngô cổ thánh, cũng lấy không gian nổi tiếng, lưu lại tính không châu, hoàn toàn chính xác có hiệu quả quấy nhiễu không gian, chỉ là. Thứ này cần huyết mạch cực kỳ tinh thuần mới có thể khu động. Ngô Sư nhẹ gật đầu, không khỏi sững sờ tại chỗ. Ý của ngươi là nói, Lạc Nhược Hy này, vô cùng có khả năng là, vị tiểu công chúa kia của Lạc Gia. Đúng vậy, vị tiểu công chúa kia của Lạc Gia, giống như cũng ở độ tuổi này, nghe nói lúc 3 tuổi liền kích hoạt huyết mạch, trở thành hậu bối huyết mạch tinh thuần nhất của cả gia tộc trong vài vạn năm qua ngoại trừ tổ tiên, ngay tại chỗ liền lấy được tính không châu nhận thức, luyện hóa thành công. Tựa hồ biết rõ một ít tin tức, Hàn hội trưởng nói. Ân, tin tức này ta cũng nghe nói vị tiểu công chúa này, tuổi không lớn lắm, tu vi xuất chúng, dung mạo kinh người, bất quá. Giống như vì sự kiện kia, cùng gia tộc huyên náo không thoải mái, rời nhà đi ra ngoài. Ngô Sư gật đầu. Nói như vậy, Lạc Nhược Hy này, vô cùng có khả năng chính là vị tiểu công chúa kia của Lạc Gia, tuy thực lực cách danh sư cửu tinh còn rất xa, nhưng có tính không châu. Cùng huyết mạch tinh khiết, coi như là danh sư cửu tinh chính thức gặp gỡ, cũng không dám khinh thường. Đúng vậy, khó trách có kiến thức này. Lạc Gia, ở trong thánh nhân quý tộc, tuyệt đối sắp xếp trên 10 thứ hạng đầu rồi. Đúng vậy, so với Băng Nguyên Cung cũng không yếu chút nào. Ngô Sư gật đầu. Hai người truyền âm thảo luận, bên kia Lạc Nhược Hy căn bản không quan tâm cái nhìn cùng ý kiến của bọn hắn, như trước yên tĩnh đứng ở trước mặt Trương Huyền, thấy lực lượng trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên thành công đột phá tổng thánh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này Trương Huyền hoàn toàn chính xác không biết ngoại giới phát sinh tình huống gì, ở dưới thánh quang bao phủ, ấm áp thoải mái, cơ bắp toàn thân, chân khí, linh hồn cũng giống như nhận được rèn luyện, thoải mái không nói ra được. Vận chuyển thiên đạo công pháp, thực lực liên tục gia tăng, thân thể như thao thiết, không ngừng thôn phệ thánh khí ở bốn phía. Thánh vực nhất trọng sơ kỳ. Thánh vực nhất trọng trung kỳ. Tu vi củng cố tăng trưởng, chưa tới một canh giờ, thì đến được thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Vù vù. Trương Huyền mở mắt. Đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ siêu tập được thiên đạo công pháp thánh vực nhất trọng, tu luyện tới đỉnh phong, liền không có biện pháp tiếp tục. Không hổ là phong thánh thành công, nguyên thai chỉ sợ vượt qua nhất đẳng, đạt đến hoàn mỹ. Tinh thần nội thị, Trương Huyền âm thầm kích động. Lúc trước hắn liền ngưng tụ nguyên thai nhất đẳng, hiện tại phong thánh thành công. Trực tiếp lột vỏ thành cấp bậc hoàn mỹ nhất, dĩ nhiên vượt qua nhất phẩm. Xem ra năm đó Khổng Sư cũng không phải nhất đẳng, hẳn là giống như ta, đạt đến hoàn mỹ. Biết rõ trải qua phong thánh, tự nhiên cũng biết Khổng Sư cùng mình hẳn là giống nhau. Phong thánh tam kiếp, trong đó thể kiếp, sẽ đánh nát nguyên thai gây dựng lại, mà sau khi gây dựng lại ẩn chứa thánh khí, lực lượng càng thêm chính thống, tự nhiên liền lột xác đến một cấp độ khác, để cho vô số người nhìn lên. Đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong, sức chiến đấu của ta bây giờ, so với thánh vực tam trọng đỉnh phong cũng không kém chút nào. Đoán chừng coi như là Phùng Huân thi triển toàn lực, cũng không phải đối thủ rồi. Nắm đấm siết chặt, tràn đầy hưng phấn. Lúc trước có thể thắng được Phùng Huân là bởi vì hắn áp chế tu vi, sau đó bị mình đả thương, mà bây giờ. Đạt tới thánh vực nhất trọng, coi như đối phương ở thời kỳ toàn thịnh, dùng ra sức chiến đấu mạnh nhất, khẳng định đều không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, đạt tới thánh vực tứ trọng, liên lụy đến nguyên thần, cũng không phải là hắn có thể chống được. Trừ khi, hồn lực có thể tiến thêm một bước. Bất quá, không có vụ hồn sư truyền thừa, muốn tiến bộ, đã không dễ dàng như vậy, xem ra nhất định phải tìm thời gian, đi tổ địa mà Mạc Hồn Sinh nói, thuận tiện đi tìm lộ trùng, cũng không biết hiện tại hắn tu luyện thế nào, có xuất hiện đường rẽ hay không.
Dầm ào ào. Trương Huyền đứng dậy. Ngươi đã tỉnh. Lạc Nhược Hy nhìn lại. Cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được sững sờ. Thiên Diệp Vương đây là thế nào? Chỉ thấy vị Thiên Diệp Vương này đang cứng ngắc ở trên không trung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại không hề động đậy. Hắn muốn đánh lén ngươi, ta dạy dỗ thoáng một chút. Lạc Nhược Hy cười một tiếng, như nói một sự tình không có ý nghĩa. Giáo huấn. Chương 2030, ngươi là Khổng Sư. 2. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Thiên Diệp Vương cường đại, hắn biết rất rõ ràng, đối phương tùy tiện xuất thủ, liền đánh thành cái dạng này. Thực lực nên mạnh bao nhiêu? Khó trách nàng nói, muốn cùng nàng chung một chỗ, phiền toái rất nhiều, chỉ bằng vào loại thực lực này, liền cho mình áp lực rất lớn. Vốn vừa mới phong thánh, cảm thấy thực lực không kém, năng lực phi phàm, chứng kiến Lạc Nhược Hy cùng mình tuổi tương tự, cũng có loại thực lực này, kiêu ngạo lập tức biến mất. Dù hắn không kém, nhưng cũng chỉ tu luyện không đến một năm, toàn bộ đại lục, thánh nhân quý tộc nhiều như vậy, ai cũng không bảo đảm, sẽ không có thiên tài cùng tuổi vượt qua hắn rất nhiều. Vì vậy, lúc trước hắn ý kiến cũng rất đúng, núi cao còn có núi cao hơn, làm việc nhất định phải điệu thấp, nếu không bị người giết cũng không biết chết như thế nào. Gia hỏa này 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái, ta trước giết hắn. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Thiên Diệp Vương, ánh mắt như điện. Kê Nham nói không sai, giờ phút này vừa mới phong thánh, mượn nhờ lực lượng của phong thánh đài, hắn có thể nhẹ nhõm phát huy ra lực lượng vượt qua bản thân, tuy Thiên Diệp Vương cường đại, nhưng khẳng định không phải đối thủ. Vù vù, bàn tay búng một chút, giam cầm trên thân Thiên Diệp Vương đã bị phá vỡ, lần nữa chúi xuống, một cỗ thánh khí cuồn cuộn cuốn tới, người phía trước liền nằm rạp trên mặt đất. Ngươi, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này cũng trở nên lợi hại như thế. Thiên Diệp Vương sợ tới mức đồng tử co rút lại, không dám nói nhảm, thân thể mãnh liệt tháo chạy, muốn đào tẩu. Vốn tưởng rằng để cho địa đồ cùng thủy tinh dung hợp, mình đã đến nhân sinh đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đỉnh phong là đỉnh phong, chỉ bất quá xuống nhanh như vậy. Muốn chạy trốn, hừ. Thông qua phân thân, đã biết sự tình vừa rồi, ánh mắt Trương Huyền nheo lại, bàn tay mãnh liệt chúi xuống. Giặc giặc, Thiên Diệp Vương lập tức kêu thảm. Lần nữa từ không trung rớt xuống, thân thể liên tục run rẩy. Coi như đối phương mượn nhờ Khâu Mô Cung, cũng không nhất định là đối thủ, giờ phút này chỉ muốn đào tẩu, khí thế đã thua, làm sao có thể chống đỡ được. Một lát sau, gia hỏa này đã bị ném lên phong thánh đài, thánh quang chiếu rọi, kêu thảm càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Vù vù, Trương Huyền lần nữa chảo một cái, một đoàn lực lượng nguyên thần tinh thuần xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thánh quang của phong thánh đài đối với dị linh tộc có tác dụng mài diệt, tuy Thiên Diệp Vương cường đại, nhưng bị hắn đả thương, lại bị thánh quang ma diệt một lát, dĩ nhiên không còn ý thức, biến thành lực lượng nguyên thần tinh khiết. Phân thân, lần này biểu hiện không tệ. Nhẹ nhàng cười cười, ngón tay búng một chút, một nửa nguyên thần ở trong lòng bàn tay bay vào trong cơ thể phân thân. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Dung hợp nguyên thần tinh khiết của Thiên Diệp Vương. Khí tức của gia hỏa này liên tiếp kéo lên, liên tục gia tăng. Thực lực phân thân chủ yếu dựa vào linh hồn, nhục thân là cửu thiên liên thai, căn bản không cần tu luyện. Lúc này cắn nuốt một nửa nguyên thần của Thiên Diệp Vương, coi như không cách nào đạt tới xuất khiếu cảnh, nhưng cũng tương đương đạt tới nửa bước xuất khiếu, thực lực gia tăng lên không chỉ một lần. Phối hợp thêm nhục thân đánh không chết, gặp được xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng có thể chiến một trận. Cũng cảm tạ các ngươi mấy vị. Lần nữa cười cười, nguyên thần còn dư lại chia làm mấy phần, nhẹ nhàng bay ra, rót vào thức hải của đám người Ngô sư, Hàn hội trưởng. Đa tạ Trương sư. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, biết là cơ duyên hiếm có, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm. Không lâu sau, Hàn hội trưởng đột phá, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh. Ngô sư theo sát phía sau. Tuy đám người Cây Nham không có khoa trương như vậy, lại cũng đạt tới nguyên thần cảnh, thực lực càng cường đại hơn. Có thể nói, luyện hóa nguyên thần của Thiên Diệp Vương, thực lực mọi người đều đã có tiến bộ thật lớn. Trương Sư, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, mọi người đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, thật lòng khâm phục. Loại thủ đoạn nhấc tay có thể khiến thực lực người ta tăng lên này, có thể nói kinh quỷ thần, coi như bọn hắn đạt đến thất tinh, như trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sự tình ta là thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả, hy vọng chư vị có thể giữ bí mật, không nên để lộ.
Trương Huyền nhìn lại. Chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng, nếu không nhất định sẽ dẫn tới dị linh tộc khủng hoảng, đến lúc đó khắp nơi vây giết, liền không có một ngày yên lành. Quan trọng nhất là, điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Đám người Ngô sư nghiêm sắc mặt. Vô luận là thiên nhận danh sư hay thiên nhận thánh giả, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tuyệt không dám nhiều lời nửa câu. Vậy đa tạ chư vị rồi. Nghe được bọn hắn cam đoan, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, ném đoạn tục thảo tới. Ngô sư, người nghĩ biện pháp luyện chế đoạn tục đan, cứu chữa Đàm Thanh viện trưởng, ta nghiên cứu địa đồ cùng thủy tinh thoáng cái, nhìn xem có thể tìm được phương pháp, để cho lão viện trưởng khôi phục như lúc ban đầu hay không. Vâng. Tiếp nhận dược liệu, Ngô sư nhẹ gật đầu. Hắn phụ tu nghề nghiệp có luyện đan, tuy cấp bậc không phải đặc biệt cao, nhưng luyện chế đoạn tục đan vẫn có thể làm được. Vù vù. Bàn giao xong hết thảy, không để ý tới mọi người nữa, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào trước mặt thủy tinh, bàn tay chạm vào, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi là Khổng sư. Chương 2031, Khổng sư khuyên 1. Chỉ thấy trong thủy tinh phản chiếu ra một bóng người, cao quan trường y, cho hắn một loại thánh thể hòa minh, tựa hồ cùng hắn độc nhất vô nhị, đều là thánh nhân, danh sư được thiên địa nhận thức. Trong lịch sử chỉ có một người có tình huống như vậy, không cần nghĩ, nhất định là Khổng sư. Vù vù. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cảm thấy trước mắt có một cỗ hấp lực cực lớn truyền đến, ý thức thoát ly nhục thân, sau một khắc đã xuất hiện ở trong thủy tinh. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện như cũ là không gian gấp, chỉ bất quá phạm vi không lớn, chỉ có hơn 10 mét vuông, hơn nữa trống trải không có bất kỳ vật phẩm, trắng xóa, lộ ra cực kỳ thô ráp. Khổng sư, ngươi như thế nào? Nhìn lướt qua, lần nữa nhìn về phía vị trước mắt này, Trương Huyền nhíu mày, trong mắt tràn đầy kỳ quái. Lần trước đi phong thánh đài, gặp qua Khổng sư ý niệm, trẻ tuổi đẹp trai, làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, như thế nào cái này? Trên mặt sưng đỏ, trường y dơ giấy bẩn thỉu, thoạt nhìn có chút chật vật. Giống như bị người đánh qua. Đánh Khổng sư. Nói giỡn, không nói trước thực lực không bằng, coi như thật có thể đánh, cũng không ai dám động thủ a. Đoán chừng là vừa mới phong thánh kết thúc, liền giữ lại ý niệm. Trong lòng khẽ động, âm thầm phỏng đoán. Hắn vừa kết thúc phong thánh, trải qua thể kiếp, tuy đã khôi phục, nhưng trên quần áo có vết máu, là trong thời gian ngắn tẩy trừ không hết, giống như đối phương, cực kỳ chật vật, thậm chí còn hơn. Trước mắt Khổng sư cũng hẳn là như vậy, dù chỉ là một đoạn ý niệm, cũng thoạt nhìn không có sạch sẽ, chỉnh tề. Để cho hậu bối biết rõ phong thánh tàn khốc. Ta ở chỗ này thời gian không nhiều lắm. Khoát tay áo, Khổng sư cũng không giải thích, mà vẻ mặt ngưng trọng. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nếu như không nhìn lầm, trên người của ngươi cũng có tiên thiên thai độc. Ánh mắt của Khổng sư như điện. Vâng. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Trương Huyền kích động ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn qua. Làm sao mới có thể giải quyết, còn cầu Khổng sư từ bi, chỉ điểm phương hướng. Lần trước hắn vừa định hỏi, kết quả gia hỏa này nói câu đạo ta không cô liền biến mất, hiện tại chủ động nói ra, hẳn là có thể tìm được phương pháp giải quyết. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, chẳng khác nào xóa đi một cọc tâm sự, sẽ không vô duyên vô cớ lo lắng. Cái này một lát nữa hãy nói. Lắc đầu, Khổng sư nhìn qua. Ngươi có thể thành công phong thánh, nói rõ ta và ngươi gặp gỡ là giống nhau, về sau nhất định sẽ gặp được phiền toái cực lớn. Ta cho ngươi một lời khuyên, muốn đi xa hơn, muốn đào thoát vận mệnh, cần phải đi ra con đường thuộc về mình, một mực kế thừa trí tuệ tiền nhân, tuy có thể tiến bộ nhanh hơn. Nhưng đồng dạng sẽ ảnh hưởng phương hướng cùng động lực tiến lên của ngươi. Đi con đường của mình. Không nghĩ tới hắn không nói sự tình tiên thiên thai độc, mà trước tiên nói một câu không hiểu thấu như vậy, Trương Huyền kinh ngạc. Không sai. Khổng sư nhẹ gật đầu, nói tiếp. Ta có một bộ Xuân Thu Đại Điển, ngươi hẳn là nghe nói qua. Trương Huyền đáp một tiếng. Xuân Thu Đại Điển nghe nói là pháp bảo vô song của Khổng sư, năm đó chỉ bằng cái này. Trấn áp dị linh tộc không cách nào phản kháng, chỉ bất quá, thứ này sớm đã theo Khổng sư biến mất mà mất đi tung tích, rút cuộc tìm không tới. Xuân Thu Đại Điển, quan hệ vận mệnh của nhân tộc, nếu như ngươi giống như ta, thì có thể khu động, ngàn vạn lần đừng để nó rơi xuống trong tay người khác, nhớ lấy nhớ lấy. Mặt khác, nhất định phải đề phòng. Ngữ khí cấp tốc, tựa hồ có việc cấp bách cần hoàn thành, bàn tay Khổng sư chậm rãi nâng lên, còn chưa nói xong.
Trương Huyền chợt nghe bên tai có thanh âm lo lắng vang lên. Trương Huyền, ngươi không sao chứ? Thân thể chấn động, tinh thần trở về nhục thân, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Lạc Nhược Hy chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, trong đôi mắt mang theo lo lắng. Hẳn là nàng thấy mình ý thức ly thể, sợ xuất hiện biến cố, lúc này mới chạy tới. Ta không sao. Nắm bàn tay nữ hài, Trương Huyền cười cười. Vừa rồi đối phương bảo hộ hắn cùng với Thiên Diệp Vương chiến đấu, hắn đã biết được, dù nàng thực lực mạnh, thân phận không rõ, nhưng coi như khó hơn nữa, cũng tuyệt không buông tha. Không có việc gì là tốt rồi. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra, cười cười. Ngươi chờ một chút, ta nhìn lại thứ này một chút. Trương Huyền lần nữa nhìn lại thủy tinh, một lát sau tràn đầy bất đắc dĩ. Khổng sư ý niệm dĩ nhiên biến mất, lại tìm không được tung tích, tình cảnh lúc trước giống như nằm mơ, vô luận như thế nào cũng khôi phục không được nữa. Khổng sư sáng lập chức nghiệp danh sư, được nhiều danh sư cung phụng cùng sùng bái như vậy, còn tưởng rằng làm việc có thể ổn trọng một chút. Không nghĩ tới, giống như phân thân của mình, không đáng tin cậy. Gãi gãi đầu, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phát điên. Hắn chỉ là muốn hỏi sự tình tiên thiên thai độc, kết quả, gặp qua ý niệm của đối phương hai lần, nói nhảm không ít, nhưng sự tình hữu dụng một chút cũng không nói. Ngẫm lại liền làm người phiền muộn. Cho cái lời khuyên, nói xuân thu đại điển gì đó. Thứ này, ta cũng không biết ở nơi nào, để phòng cái gì. Ngươi xem Khâu Ngô cổ thánh, tuy bị đả kích, thế nhưng mà cũng nói xong, thời gian thật dài. Đường đường vạn thế chi sư, không khỏi quá yếu đi. Thời điểm lưu lại ý niệm, Khổng sư mới vừa phong thánh thành công, thực lực xa không bằng Khâu Ngô cổ thánh, nhưng kiên trì thời gian ngắn như vậy. Cũng quá hố người. Lắc đầu, sắc mặt khó coi. Thật vất vả có cơ hội gặp được Khổng sư lần nữa, có thể hỏi thăm độc sự tình tiên thiên thai, kết quả, lần nữa bởi vì Khổng sư lưu lại thời gian quá ngắn mà bỏ lỡ. Được rồi. Chương 2032, Khổng sư khuyên hai. Biết rõ phiền muộn cũng không có tác dụng. Ngay lúc đó Khổng sư chỉ có thực lực thánh vực nhất trọng, ý niệm có thể sống được vài vạn năm, hơn nữa nói chuyện với mình, đã rất tốt. Không có biện pháp yêu cầu quá cao. Xem ra tiên thiên thai độc, chỉ có thể dựa vào mình rồi, dựa vào ai cũng vô dụng. Xoa xoa mi tâm. Còn tưởng rằng chỉ cần tìm được Khổng sư, có thể tìm được phương pháp giải quyết, hiện tại xem ra. Suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình. Trước luyện hóa thứ này đi. Không thèm nghĩ chuyện này nữa, lần nữa nhìn về phía thủy tinh trước mắt. Lúc này thủy tinh đã cùng địa đồ hoàn mỹ dung hợp, như một quả địa cầu, mặt ngoài hiện đầy đủ loại địa hình, giống như lúc trước gặp qua. Tinh thần tràn vào bên trong, cho hắn một loại cảm giác bao la vô biên, dường như chỉ cần luyện hóa thứ này, chẳng khác nào triệt để khống chế toàn bộ Khâu Ngô cung, nắm trong tay lực lượng kinh người. Luyện hóa. Trong đầu sinh ra phương pháp luyện hóa, bàn tay chạm đến, chân khí chậm rãi xoay chuyển. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Trong nháy mắt, Trương Huyền liền cảm thấy ý niệm của mình, như lan tràn đến toàn bộ Khâu Ngô cung. Vô cương giới, Hắc Yên Trần Sa, Thiên Cung. Địa phương lúc trước trải qua, giờ phút này rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Thậm chí, dưới một đạo ý niệm, có thể đơn giản cải biến trận pháp của toàn bộ cung điện, để cho nó trở nên càng thêm hung mãnh hoặc bình an. Quả nhiên luyện hóa thứ này, liền nắm toàn bộ Khâu Ngô cung trong tay. Trương Huyền hiểu được, thủy tinh cùng địa đồ dung hợp, chẳng khác nào triệt để nắm trong tay không gian gấp, hoàn toàn có thể ở một ý niệm lấy đi. Nói cách khác, chỉ cần cầm đi thủy tinh, chẳng khác nào mang đi cả Khâu Ngô cung, về sau muốn lúc nào tiến đến đều được. Rõ ràng điểm ấy, ánh mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng, nắm đấm lặng lẽ siết chặt. Ý niệm của Khâu Ngô cổ thánh biến mất, tuy truyền thừa không còn, nhưng nếu như có thể mang nơi này đi, cẩn thận nghiên cứu mà nói. Lý giải đối với không gian, tuyệt đối có thể gia tăng một bước dài. Đối với về sau thực lực gia tăng, cũng có tác dụng rất lớn. Chân khí liên tục quán thâu, cẩn thận rèn luyện thủy tinh. Không biết qua bao lâu, ánh mắt mở ra. Vù vù. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, thu thủy tinh vào chữ vật giới chỉ. Khống chế vật hạch tâm của Khâu Ngô cung, dĩ nhiên thành công luyện hóa. Dầm ào ào. Vừa lấy đi thủy tinh. Hắn lập tức cảm thấy khí tức toàn thân cấp tốc yếu bớt, phong thánh đài gia trì lực lượng triệt để biến mất, lần nữa khôi phục thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Giặc giặc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phong thánh đài lúc trước thánh quang lóng lánh, như bị hấp thu hết năng lượng,
từ trung gian vỡ ra, lại không còn thần kỳ như lúc trước. Coi như lấy thứ này ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng, Khổng sư cùng ta đều ở phía trên thành công phong thánh. Chứng kiến đồ vật thần thánh trước mắt, giống như bệ đá bình thường, Trương Huyền lắc đầu. Phong thánh đài đã hoàn thành sứ mạng, không có giá trị tồn tại nữa rồi. Dứt bỏ trong lòng suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn mọi người, chỉ thấy Ngô sư đang luyện chế đan dược, tuy thủ pháp có không ít sai lầm, nhưng mượn thực lực nửa bước xuất khiếu cảnh, thành công luyện chế ra đoạn tục đan sẽ không quá khó khăn. Hàn hội trưởng và những người khác đang củng cố tu vi, từ trong đại chiến khôi phục. Vừa rồi ta nhìn thấy Khổng sư, biết không cần mình hỗ trợ, Trương Huyền không để ý tới nữa, nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Nhẹ gật đầu, Lạc Nhược Hy mỉm cười. Nơi này là địa phương hắn phong thánh, lưu lại ý niệm cực kỳ bình thường. Đúng vậy, hắn bảo ta không nên một mực kế thừa trí tuệ tiền nhân, muốn đi ra con đường của mình. Vừa rồi không có kịp phản ứng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, đối phương nói không sai. Theo bắt đầu tu luyện đến nay, hắn vẫn luôn mượn nhờ thiên đạo thư viện, ngưng tụ thiên đạo công pháp, không có sáng tạo cái mới, đúng là một mực kế thừa trí tuệ tiền nhân. Tu luyện cần phải đi ra con đường thuộc về mình, Khổng sư nói rất đúng. Lạc Nhược Hy gật đầu. Xem ra sau này tu luyện, không thể giống như trước đây rồi. Khổng sư là vạn thế chi sư, người sáng lập nghề nghiệp danh sư, có thể trịnh trọng nói như vậy, tất nhiên là nhìn ra điều gì, không thể trò đùa. Ta biết rõ làm như vậy rất khó. Bất quá, muốn trở thành cường giả chính thức, không có đồ đạc thuộc về mình, hoàn toàn chính xác không được. Lạc Nhược Hy cười cười. Cũng không cần phải gấp, tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ đã rất nhanh, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống, khẳng định có thể tìm được. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Phong thánh thành công, giải quyết xong một nan đề lớn nhất, để cho hắn vô luận thực lực hay tự tin, đều bạo tăng thật nhiều. Về sau con đường coi như khó nữa, hắn cũng tin tưởng, nhất định có thể đi đến cuối cùng, chính thức đứng ở cao nhất của danh sư đại lục. Nhược Hy, ngươi yên tâm, mặc kệ bao nhiêu khó khăn. Ta cũng sẽ cùng ngươi đi đến cuối. Lần nữa nắm tay nữ hài, ánh mắt Trương Huyền kiên định. Chương 2033, Lạc Nhược Hy thân phận 1. Ngô sư phụ tu luyện đan sư, trình độ coi như không kém, không lâu sau, liền thành công luyện chế đoạn tục đan. Lần này cũng không biết là vì tu vi tăng lên, hay đoạn tục thảo dược linh cực cao, một lò luyện chế được 5 viên. Đàm Thanh viện trưởng dùng 3 viên, lúc trước bị chém đứt tứ chi, mới khôi phục như lúc ban đầu, có năng lực hành tẩu lần nữa. Lão viện trưởng, tuy người cách nguyên thần cảnh còn có một đoạn rất lớn, nhưng linh hồn ở dưới thánh quang hun đúc lâu như vậy, đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, như vậy đi, ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết tu luyện linh hồn, sau đó. Ngươi trước đi vào khôi lỗi này, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi luyện chế lại một thân thể khác. Đi tới trước mặt Trương Dẫn Khâu, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, một khôi lỗi dị linh tộc xuất hiện ở trước mặt. Tuy hiện tại hắn chỉ là một linh hồn, nhưng thời gian dài bị thánh quang chiếu rọi, sớm đã vượt ra phạm trù vu hồn, trở nên cực kỳ cứng cỏi, dù không thể so với nguyên thần, nhưng cũng có thể sống thời gian rất lâu. Chỉ cần luyện chế một thân thể, giống như phân thân sống sót, không thành vấn đề. Đây là khôi lỗi dị linh tộc. Thấy rõ bộ dáng, Trương Dẫn Khâu lắc đầu. Hắn cả đời cùng dị linh tộc đối kháng, để cho hắn đi vào loại khôi lỗi này, tuyệt đối không có khả năng. Đây là lúc trước sau khi Ngô Dương Tử Đại Sư bị bắt, lấy nhục thân của dị linh tộc cứng rắn luyện chế ra. Trong đó có kỹ thuật vô cùng tinh xảo của hắn. Biết rõ vị trước mắt này, sùng bái nhất chính là Ngô Dương Tử, Trương Huyền giải thích nói. Đại sư, tự mình luyện chế. Đồng tử co rụt lại, Trương Dẫn Khâu vội vàng nhìn kỹ. Hắn sùng bái Ngô Dương Tử tiền bối phát ra từ nội tâm, nếu không cũng không có thể tìm được di tích này rồi. Cẩn thận nghiên cứu một lát, nhịn không được tán phục, bất quá, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta bất kể nói thế nào, cũng là danh sư chính thức, mượn nhờ nhục thân của dị linh tộc sống sót. Thật sự làm không được. Chủ nhân, ngươi không chết. Đang muốn tiếp tục cự tuyệt hảo ý của Trương sư, một thanh âm tràn đầy kích động vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thánh thú cực lớn đứng ở cách đó không xa, hốc mắt ẩm ướt, thẳng tắp đánh tới. Tử Dương. Thấy rõ dung mạo của đối phương, hốc mắt của Trương Dẫn Khâu cũng đỏ bừng, đi vào trước mặt. Đúng là thú sủng của hắn, Tử Dương thú. Chủ tớ hai người, vốn tưởng rằng sớm đã âm dương cách biệt, không nghĩ tới còn có ngày gặp lại. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi,
Tử Dương thú bởi vì vóc dáng quá cao, quỳ trên mặt đất, ôm lấy Trương Dẫn Khâu, nước mắt chảy ra, không còn bộ dáng người thủ hộ Hồng Viễn như lúc trước. Xem ra tuy hắn thần phục ta, nhưng ở sâu trong nội tâm trung thành nhất vẫn là lão viện trưởng. Chứng kiến bộ dáng của một người một thú, Trương Huyền cười khổ. Còn tưởng rằng ở chung lâu như vậy, đã có thể thay thế đối phương, hiện tại xem ra, còn kém xa. Ngón tay búng, lúc trước đối phương hiến tế linh hồn bay ra, thẳng tắp bay trở về Tử Dương thú. Viện trưởng, cảm nhận được linh hồn khôi phục, Tử Dương thú vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt, không thể tin được. Từ nay về sau, người tự do, như cũ là thú sủng của lão viện trưởng. Trương Huyền cười cười. Nói thật, thực lực của hắn bây giờ, giữ Tử Dương thú ở bên người cũng hoàn toàn chính xác không có bất cứ ý nghĩa. Đã như vậy, còn không bằng để nó đi làm sự tình mình muốn làm nhất, tiếp tục đi theo Trương Dẫn Khâu. Đa tạ chủ nhân. Nhìn Trương Huyền dập đầu mấy cái, trong mắt Tử Dương thú tràn đầy cảm kích. Nếu không phải vị này, nó khẳng định không có cơ hội gặp mặt lão viện trưởng tục. Trương sư, ta nghĩ kỹ rồi, trước vào khôi lỗi đi, trước kia ta không có gánh nặng trên người như, học viện do ngươi khống chế, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng, kéo dài hơi tàn, còn không bằng chết rồi. Nói đến đây, lão viện trưởng cười nhìn về phía thánh thú. Hiện tại, chứng kiến nó, ta muốn tiếp tục sống sót. Hắn không vợ không con, chỉ có học viện, hiện tại đã có tân viện trưởng, vốn nghĩ có sống hay không đều không sao cả, nhưng nhìn đến Tử Dương thú, nhìn thấy nó quyến luyến với mình, biết rõ chỉ có sống sót, mới có thể làm càng nhiều sự tình. Người sống, cũng không phải vì mình, có đôi khi, cũng vì người khác. Tốt! Nghe hắn đồng ý, Trương Huyền gật đầu, bàn tay chào một cái, một cỗ lực lượng đặc thù lan tràn tới, đưa vào trong khôi lỗi. Vù vù! Một lát sau, khôi lỗi mở to mắt. Khôi lỗi dị linh tộc này, tuy bộ dáng khó coi, nhưng là thánh vực tam trọng không thể thật hơn. Cùng linh hồn đối phương dung hợp mà nói, lại để cho thực lực hắn cũng có thể có tiến bộ rất lớn. Xử lý xong lão viện trưởng cùng Đàm Thanh, lúc này Trương Huyền mới mang theo mọi người trở lại trước mặt phong ấn của Phong Thánh Các. Ngón tay búng ra, thủy tinh hiển hiện, ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, phong ấn lúc trước không cách nào rời đi, xuất hiện một thông đạo. Đi thôi. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh tới chỗ đám người mộc sư, Phùng Huân tập hợp. Nhìn thấy bọn hắn an toàn trở về, hơn nữa còn mang về đám người Đàm Thanh, Kê Nham, mọi người liền hân hoan vui vẻ. Mục đích lần này hoàn thành, không có quá nhiều lưu lại, lần nữa tế lên thủy tinh, hào quang bao phủ đám đông. Vù vù. Sau một khắc, mọi người lần nữa về tới miệng núi lửa ở trên Nhãn Lâm Sơn. Chư vị, đây là trên đường đi chém giết rất nhiều vương giả lấy được chữ vật giới chỉ, cùng với vô số bảo vật, lúc trước ở trong di tích. Không xác định có thể đi ra hay không, nên không có xem kỹ, hiện tại nếu như đi ra, người người đều có phần. Thấy trở lại địa phương nguyên lai, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cười cười, trên mặt đất lập tức nhiều ra vô số bảo vật. Đúng là bảo vật chém giết đám người Hồng Diệp Vương, Ngọc Diệp Vương, Thiên Diệp Vương cùng ở trong di tích lấy được. Tuy quý giá, nhưng mà mọi người cùng chung nỗ lực mới lấy được, lúc trước ở trong di tích, không xác định có thể đi ra hay không, mình cầm lấy không coi vào đâu. Nhưng hiện tại, nhất định phải phân chia. Cái này, Trương Sư, chém giết bọn người Thiên Diệp Vương là công lao của ngươi, cùng chúng ta không quan hệ. Không nghĩ tới hắn lấy ra nhiều bảo vật như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, cảm động. Chương 2034, Lạc Nhược Hy thân phận 2. Kỳ thật, chém giết các vương giả, đều là công lao của vị này, bọn hắn không có làm gì, vô duyên vô cớ liền có được chỗ tốt, có chút băn khoăn. Đi vào di tích, chúng ta chính là một chỉnh thể, không có các ngươi, ta cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ, không nên từ chối. Trương Huyền cười cười. Trở thành thiên nhận thánh giả, tâm thái của hắn cũng có biến hóa. Dù những bảo vật này quý giá, nếu như có thể để cho càng nhiều người thực lực tăng lên mà nói, tuyệt đối so với một mình hắn tác dụng càng lớn. Tốt, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy hắn thái độ kiên quyết, mọi người không hề từ chối. Phân ra rất nhiều bảo vật, mỗi người đều thu hoạch cực kỳ phong phú. Chia xong đồ vật, Trương Huyền còn thừa không ít, bất quá, những bảo vật này, với hắn mà nói tác dụng không lớn, thu hoạch lớn nhất, là luyện hóa cả Khâu Ngô Cung. Vù vù, thủy tinh trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển, không gian gấp trong di tích liền thần không biết quỷ không hay bám vào trên bản đồ ở mặt ngoài thủy tinh cầu, từ xa nhìn lại, như một bức họa cuốn. Trương Sư,
sự tình di tích kết thúc, chúng ta cũng không trở về học viện, trực tiếp trở về Thanh Nguyên Đế Quốc A. Chia xong bảo vật, Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng đi tới. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Từ nơi này trở về học viện, lại đi Thanh Nguyên Đế Quốc mà nói, rõ ràng là đường vòng, không bằng từ nơi này rời đi, có thể ít nhất tiết kiệm 2-3 ngày lộ trình. Trước khi đi, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, chẳng biết có được không? Ngô Sư truyền âm. Ân. Bàn tay Trương Huyền chảo một cái, bố trí phong ấn ở bốn phía, nhìn về phía hai người trước mắt. Không biết có chuyện gì, lại cần tránh đi mọi người. Kỳ thật cũng không coi vào đâu, chỉ là, có chuyện, muốn khuyên Trương Sư thoáng chút. Liếc mắt nhìn nhau, Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng nhìn lại. Khuyên. Trương Huyền nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì, hai người kia thần thần bí bí, còn muốn khuyên. Ta nói thẳng A, thông qua mấy ngày nay quan sát, Trương Sư hẳn là muốn theo đuổi Lạc Sư làm đạo lữ A. Trầm ngâm một lát, Ngô Sư trực tiếp mở miệng. Phải. Trương Huyền cười cười, cũng không phủ nhận. Nam nữ hoan ái, không cần kiêng kỵ. Huống chi đây là nữ tử hắn yêu, muốn cả đời làm bạn. Vậy, người có biết thân thế cùng bối cảnh của Lạc Sư không? Ngô Sư nhìn không được nói. Cái này, hẳn là cùng thánh nhân quý tộc Lạc gia có quan hệ đi. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Đúng vậy, là cùng thánh nhân quý tộc Lạc gia có quan hệ, nếu như chúng ta không đoán sai, nàng vô cùng có khả năng là vị tiểu công chúa kia của Lạc gia. Thần sắc Ngô Sư ngưng trọng, nói ra suy đoán của mình. Tiểu công chúa. Trương Huyền sững sờ. Ân, vị tiểu công chúa này, có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, thiên phú vô song không nói, quan trọng nhất là, kế thừa pháp bảo vô thượng tĩnh không châu của Lạc gia. Ngô Sư dừng lại một chút. Thánh nhân quý tộc đối với huyết mạch của mình, khống chế cực kỳ nghiêm khắc, huống chi, nàng còn nắm bảo vật quan trọng nhất của gia tộc trong tay. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào gả cho ngoại nhân. Cái này, Trương Huyền sững sờ. Không lấy chồng, chẳng lẽ chỉ lưu ở trong gia tộc. Huyết mạch thông thường, lập gia đình cũng không có gì, nhưng tinh thuần như vậy. Khó. Ngô Sư lắc đầu. Hơn nữa, coi như lập gia đình, đoán chừng cũng là thánh nhân quý tộc lẫn nhau quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia. Đúng vậy, công pháp trong thánh nhân quý tộc, là không cho phép để lộ, gả cho người huyết mạch tinh thuần đồng dạng. Mới càng có khả năng xuất hiện thiên tài càng cường đại hơn. Vì vậy, người thật muốn cùng nàng kết thành đạo lữ mà nói, chỉ sợ khó khăn trùng trùng điệp điệp, không dễ dàng như vậy. Do dự một chút, Ngô Sư nói. Hắn cũng không phải ngăn trở hai người, mà muốn sớm nói cho vị trước mắt này đề phòng. Nữ nhân của thánh nhân quý tộc, cũng không phải lấy dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, ta nghe nói, Lạc gia đã cùng một thánh nhân quý tộc cực kỳ lợi hại đám hỏi. Nguyên nhân chính là như thế, vị tiểu công chúa kia mới mất hứng, trốn đi, hiện tại ai cũng không biết đi nơi nào. Lần này nói chuyện chính là Hàn hội trưởng. Lúc trước suy đoán ra thân phận của Lạc Nhược Hy, những truyền thuyết này liền hiển hiện ở trong đầu, để cho bọn họ cảnh giác. Nếu như vị trước mắt này muốn cùng Lạc Nhược Hy kết thành đạo lữ mà nói, đắc tội không chỉ Lạc gia, còn có thể là một đại gia tộc khác. Bọn hắn đồng sanh cộng tử qua, nếu như biết rõ những thứ này, tự nhiên không thể để cho đối phương mơ mơ màng màng. Đại gia tộc quan hệ thông gia, gia tộc gì? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Cùng ngươi trùng họ. Ngô Sư dừng lại một chút. Thánh nhân Trương gia. Chương 2035, một chiêu cũng tiếp không được một. Trương gia. Trương Huyền nhíu mày. Đúng vậy, thánh nhân Trương gia, ở trong thánh nhân quý tộc, tuyệt đối sắp xếp ba thứ hạng đầu, là một trong những gia tộc cao nhất cả danh sư đại lục. Trong đó đệ tử hạch tâm, huyết mạch tinh thuần, một khi kích hoạt, trước 16 tuổi có thể đột phá thánh vực, trước 20 tuổi, càng có thể trở thành cường giả xuất khiếu cảnh. Chính thức tính toán ra, địa vị của Lạc gia ở trên đại lục còn không bằng Trương gia. Ngô Sư cảm khái. Lợi hại như vậy. Trương Huyền líu lưỡi. Đúng vậy, người muốn thật lựa chọn Lạc Sư, đối mặt có thể là hai đại gia tộc này. Đương nhiên, lấy thiên phú cùng tiến bộ của Trương Sư, vượt qua thánh nhân quý tộc. Cũng không phải việc khó, nhưng tốt nhất sớm đừng cho đối phương biết được, dù sao, thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả, nghe quá rợn cả người, một khi để lộ tin tức, rất dễ dàng gây nên dị linh tộc vây công, khó lòng phòng bị, hơn nữa trong danh sư, cũng chưa chắc đều là người tốt. Tốt rồi, chúng ta chỉ nhắc nhở như vậy, lựa chọn như thế nào, vẫn là Trương Sư quyết định a. Ngô Sư cười cười. Nếu như người thật lựa chọn chống lại,
kính xin kêu lên chúng ta, vô luận khó hơn nữa, chúng ta cũng kiên trì đứng ở bên cạnh ngươi. Đúng vậy, Trương Sư, vô luận như thế nào, chúng ta cũng vô điều kiện ủng hộ ngươi. Hàn hội trưởng cũng cười cười. Vị trước mắt này chỉ cần không vẫn lạc, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Tuy nội tình của thánh nhân quý tộc lợi hại, nhưng mấy trăm năm, hơn 1000 năm sau, chưa hẳn có thể đạt ở trong mắt vị này. Chỉ bất quá, hiện tại tốt nhất là điệu thấp, nếu không phiền toái rất lớn. Đa tạ. Biết rõ hảo ý của hai người, Trương Huyền tràn đầy cảm kích ôm quyền. Sớm biết thân phận của Lạc Nhược Hy không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới sẽ phức tạp như vậy. Khó trách đối phương vừa mới bắt đầu không muốn đáp ứng, còn nói cùng nàng chung một chỗ rất khó khăn, đối mặt hai đại thánh nhân quý tộc, đổi lại ai cũng sẽ cực kỳ áp lực. Trương Sư làm việc luôn ổn trọng, là chúng ta suy nghĩ nhiều, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, chúng ta sẽ ở Thanh Nguyên đế quốc đợi đại giá, cáo từ. Đám người Ngô Sư, Hàn hội trưởng, Lưu Mặc, mở miệng cáo từ. Trương Sư, chúng ta trực tiếp trở về học viện, lần này, may mắn mà có ngươi, nếu không, tất cả chúng ta đều toàn quân bị diệt. Đám người Ô Thiên Khung cũng đi tới. Trương Sư, bây giờ chúng ta trở về chiến sư đường, thật tốt chuẩn bị, đợi học sinh học viện các ngươi đến trao đổi. Chiến sư đường Giang Nguyên, Phùng Huân cũng gật đầu cáo từ. Rất nhanh, mọi người mỗi người đi một ngả, bên này chỉ còn lại có Trương Dẫn Khâu, Kê Nham, Đàm Thanh cùng Lạc Nhược Hy. Trở về học viện thôi. Mấy người thẳng tắp bay về phía Hồng Viễn học viện. Trương viện trưởng, ta nghe Phùng Huân nói, học sinh của học viện chúng ta muốn đi chiến sư đường trao đổi, đây là có chuyện gì? Đứng ở trên lưng thánh thú, Trương Dẫn Khâu trần trừ một chút hỏi. Trao đổi, thông thường đều là thế lực ngang hàng tiến hành, thật giống như bọn hắn sẽ thường xuyên mang theo học sinh, đi Vân Hư học viện, La Thanh học viện, lấy danh nghĩa trao đổi, học tập nhiều hơn. Còn chiến sư đường, bên trong mỗi một vị đều có thể vượt cấp chiến đấu, những học sinh của bọn hắn đi tới trao đổi. Không phải là tự ngược sao? Thời điểm ta còn là đệ tử, tạo một cái huyền huyền hội, chuyên môn dạy mấy tiết học, rất nhiều đệ tử sức chiến đấu cũng tăng lên một ít, biết chiến sư đường chiến lực cường đại, nên muốn dẫn bọn hắn đi thấy việc đời. Trương Huyền cười cười. Dạy mấy tiết học, cái này có tác dụng gì? Chiến sư của chiến sư đường quá cường đại, đi tới trao đổi. Ta sợ đả kích lòng tự tin của đệ tử chúng ta. Kê Nham, Đàm Thanh cũng sửng sốt một chút, nhịn không được lắc đầu. Vị Trương sư này, còn là quá trẻ tuổi a. Ngươi là thiên nhận thánh giả, thực lực mạnh mẽ, chiến thắng đám người Phùng Huân như bổ dưa thái rau, nhẹ nhõm đến cực điểm, nhưng rất nhiều học sinh chỉ là người bình thường, so sánh với chiến sư đường, còn kém quá nhiều. Thật muốn đi trao đổi, gây chuyện không tốt, sẽ đả kích tự tin của tất cả mọi người. Chỉ là đi xem việc đời, không có gì, thua liền thua, thắng liền thắng, không đi ra ngoài, làm sao biết sơn ngoại hữu sơn. Trương Huyền nói, cái này, được rồi, cùng nhau đi tới, biết rõ người trước mắt làm việc có chừng mực, mọi người cũng không tiện nhiều lời. Thánh thú phi hành tốc độ cực nhanh, vài ngày sau, Hồng Viễn Thành đã ở trước mắt, thành thị cực lớn xuất hiện. Các ngươi trước trở về học viện đi, ta về phủ đệ một chuyến. Ông quyền cáo từ đám người Trương Dẫn Khâu. Hắn muốn về phủ đệ nhìn xem đám người Vương Dĩnh tu luyện thế nào, còn học viện, có bọn người Mi trưởng lão, chắc chắn sẽ không sai lầm, hơn nữa đám người Trương Dẫn Khâu lão viện trưởng trở về, rất nhiều người quen gặp mặt, mình cũng không tiện xen vào. Trở lại phủ đệ, kiểm tra một phen, Vương Dĩnh cùng Lưu Dương tiến bộ rất nhanh, phong thánh giải cũng đã bắt đầu tu luyện, chân khí hùng hồn, sức chiến đấu cường đại. Lần này đi di tích lấy được bảo vật. Cũng phân cho hai người, bàn giao tiếp tục tu luyện, lúc này mới tìm quản gia Tôn Cường tới. Hơn 10 ngày không gặp, Tôn Cường tựa hồ lại mập một vòng, thực lực cùng lúc trước không có khác nhau quá lớn, giống như căn bản không có chuyên tâm tu luyện. Quát lớn một phen, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy đệ tử của hắn đều coi như đáng tin cậy, nhưng quản gia này, tu luyện thật sự quá không để tâm. Hắn bên này chỉ điểm đệ tử, giáo huấn quản gia. Đám người Cây Nham thì đi tới trên không học viện. Tuy bản thân Trương Sư rất mạnh, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, tính khí dương cương, cùng chiến sư đường trao đổi. Thật sự quá trò đùa. Cũng phải, chiến sư của chiến sư đường, từng cái đều vô cùng cường đại, đồng cấp bậc vô địch, tới đối kháng, rất dễ dàng để cho đệ tử chúng ta mất lòng tin, chẳng những không thể đưa đến tác dụng cổ động, gây chuyện không tốt còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Đám người Trương Dẫn Khâu,
Cây Nham cảm khái. Đồng cấp bậc không kém nhiều, tiến hành tương đối, có thể được tác dụng cổ động, chênh lệch quá lớn, ngược lại sẽ bị đả kích lòng tin. Thật giống như người bình thường so với hoàng đế vậy, rõ ràng không có ở một cấp bậc. Chương 2036, một chiêu cũng tiếp không được hai. Như vậy đi, chúng ta đi Huyền Huyền hội nhìn xem, thuận tiện nhắc nhở, để cho bọn họ đối với thực lực của chiến sư đường, có cái tâm lý dự phòng, như vậy đến lúc đó sẽ không luống cuống tay chân. Một lát sau, Kê Nham nói. Đúng vậy, để cho bọn họ biết chiến sư đáng sợ, lần này đi tới trao đổi, chỉ là học tập, sớm thả thấp tâm tính, ít bị đả kích. Đàm Thanh cũng nhẹ gật đầu. Ba người thương định rất nhanh. Bây giờ Trương Sư là viện trưởng, hắn muốn đi trao đổi, hơn nữa còn cùng chiến sư đường hẹn trước, tự nhiên không thể từ chối, bất quá phải sớm để cho những học sinh kia biết rõ, lần này đi tới, hạ thấp tư thái, là học tập, mà không phải bình đẳng trao đổi, đã có loại tâm lý này, coi như thua, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Đi qua đi. Tổng bộ của Huyền Huyền hội, lúc trước ở trên đường liền hỏi thăm rõ ràng, không có quá nhiều ngừng lại, thẳng tắp bay đi. Trương Dẫn Khâu bởi vì là bộ dáng khôi lỗi dị linh tộc, an vị ở trên lưng thú không xuống, Kê Nham, Đàm Thanh đi tới, còn không có đi vào, đã bị mấy đệ tử ngăn trở. Các ngươi tìm ai? Một học viên mở miệng. Tìm người phụ trách Huyền Huyền hội của các ngươi. Thấy mấy đệ tử này lại không biết bọn hắn, Kê Nham nói. Đại bộ phận Huyền Huyền hội đều là tân sinh đệ tử như Trương Huyền, hai vị phó viện trưởng này, tuy địa vị tôn sùng, nhưng hai năm trước liền mất tích, rất nhiều người không nhận ra. Người phụ trách, ta liền đi gọi. Thấy hai lão giả này khí chất bất phàm, học viên kia không có quá nhiều chần chờ, rất nhanh rời đi, không lâu sau, Nhược Hoan công tử cùng Tống Siêu đi ra. Hai người là công thần khai sáng Huyền Huyền hội, Trương Huyền không có ở đây, cơ bản đều do bọn hắn chịu trách nhiệm. Không biết nhị vị tìm chúng ta có chuyện gì? Thấy là hai lão giả thực lực rất mạnh, Nhược Hoan công tử cùng Tống Siêu liếc mắt nhìn nhau, không dám đắc tội, cung kính ôm quyền. Nghe nói các ngươi cùng với chiến sư tiến hành trao đổi. Kê Nham cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng. Có chuyện như vậy, gần đây người Huyền Huyền hội đều nỗ lực tu luyện, tranh thủ cho chiến sư đường cái ra oai phủ đầu, hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Tống Siêu nở nụ cười. Chuyện này cũng không tính bí mật gì, toàn bộ học viện không người không biết, không người không hiểu, tất cả mọi người đang chuẩn bị, không có gì phải giấu giếm. Ra oai phủ đầu. Giáo huấn. Liếc mắt nhìn nhau, Kê Nham cùng Đàm Thanh nhíu mày. Chiến sư đường đều là biến thái, các ngươi lại có thể mở miệng nói muốn đi giáo huấn người ta. Không phải muốn chết sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Như vậy đi, các ngươi đã tự tin như thế, hai người chúng ta liền đè thấp tu vi cùng các ngươi tỉ thí một trận. Chần chừ một chút, Kê Nham nói. Tỉ thí. Đúng vậy, người chiến sư đường thực lực đều rất mạnh, không phải các ngươi nói chiến đấu có thể chiến đấu. Nếu như các ngươi có thể thắng được chúng ta đè thấp tu vi, đi tới trao đổi không coi vào đâu, thắng không nổi. Còn hy vọng các ngươi ôm tâm tính học tập đi tới, nếu không, sợ sẽ chịu không được đả kích. Kê Nham nói. Vậy thì làm phiền các ngươi. Thấy đối phương đưa ra yêu cầu này, Nhược Hoan công tử chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía đệ tử đang quét dọn ở cách đó không xa. Ngươi, tới đây, cùng hai vị tiền bối này luận bàn một chút, chú ý, hạ thủ nhẹ một chút. Đừng đả thương người. Kê Nham, Đàm Thanh. Thấy gia hỏa này không tự mình ra tay, tùy tiện để cho một đệ tử quét dọn tới đây, thời điểm mấu chốt nhất, còn bàn giao hạ thủ nhẹ một chút. Hai đại phó viện trưởng thiếu chút nữa ngay tại chỗ tức giận nổ tung. Bây giờ tân sinh đều cuồng vọng như vậy sao? Rất tốt, ta liền nhìn xem, các ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Hàm răng cắn chặt, Kê Nham đè thấp tu vi tương đương đệ tử quét dọn kia, vẫy tay một cái. Bắt đầu đi. Chủ nhân, đám người Kê viện trưởng đã đánh nhau. Trên không trung, Tử Dương thú nhìn lão viện trưởng nói. Yên tâm đi, đám người Kê viện trưởng có chừng mực, sẽ không quá. Trương Dẫn Khâu gật đầu cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe tiếng gió vang lên, ngay sau đó liền chứng kiến Kê Nham cùng Đàm Thanh đã bay đến. Hai cao thủ đạt tới nguyên thần cảnh, trên mặt đều là dấu vết cây chổi, quần áo tràn đầy bùn đất, chật vật không nói ra được. Làm sao vậy? Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã trở lại, Trương Dẫn Khâu nhìn không được sững sờ. Chúng ta bị đánh. Vẻ mặt hai người tràn đầy lúng túng. Bị đánh. Con mắt trợn tròn, Trương Dẫn Khâu không thể tin được.
hai đại phó viện trưởng, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, bị đánh. Làm sao có thể? Thấy hắn ngạc nhiên, vẻ mặt hai người tràn đầy xấu hổ. Một chiêu cũng tiếp không được. Chương 2037, Tổng bộ độc điện 1. Ngẫm lại vừa rồi học viên quét dọn kia công kích, hai đại phó viện trưởng chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Quả thực quá mạnh mẽ, thật giống như có thể xem thấu thiếu sót trong chiêu số của bọn hắn, vô luận tránh né như thế nào, cũng có thể quất đến trên mặt, không lệch chút nào. Nếu không phải thực lực của bọn hắn đều đạt đến nguyên thần cảnh, nhục thân cường hãn, chỉ sợ hiện tại đã không bò dậy nổi. Vốn tưởng rằng đệ tử quét dọn chỉ là ngoại lệ, sau khi một chiêu bại trận, ở Huyền Huyền hội lại tùy tiện tuyển một cái. Kết quả, thua thảm hại hơn. Bọn hắn ở đồng cấp bậc, căn bản không phải là đối thủ của những người kia. Dạy mấy tiết học, chứng kiến thảm trạng của hai đại phó viện trưởng, Trương Dẫn Khâu nhớ tới thanh niên đã nói với hắn, khóe miệng nhìn không được run rẩy. Vị trương sư này đến cùng huấn luyện cái gì, lại để cho những học viên kia biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Thật sự nhìn không được, nhìn về phía Tử Dương Thú hỏi. Trương viện trưởng dạy qua những học sinh này, bất quá. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. Tử Dương Thú lắc đầu. Nó phần lớn thời gian đều ở trong Thiên Nghĩ Phong xào tu luyện, đối với sự tình học viện, biết rõ cũng không nhiều lắm. Đi tìm đám người Mi Trúc đi. Thấy nó không rõ ràng lắm, ba người không muốn hỏi nhiều, vội vã chạy tới trưởng lão viện, không lâu sau, nhìn thấy đám người Triệu Bính Tuất, Mi Trúc, lần nữa gặp mặt nhìn không được hàn huyên, khách sáo hoàn tất, nhìn không được hỏi nghi vấn trong lòng. À, chiến sư Đường liên tục tới hai nhóm người, đều bị đánh mất lòng tin, đi trở về, cực kỳ bi thảm, thậm chí nghe nói muốn khiêu chiến, sợ tới mức suốt đêm bỏ trốn, mặt cũng không dám thấy. Mi Trúc nói kỹ càng chuyện lúc trước một lần. Ngươi xác định, không phải đệ tử chúng ta mất đi lòng tin. Ba đại viện trưởng đồng thời phát điên. Bọn hắn đã bị nhốt ở trong di tích 2 năm, danh sư học viện đến cùng đã trải qua thứ gì a? Còn không chỉ như thế, Trương viện trưởng còn thuần phục hết thảy thánh thú, linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, hơn nữa phân cho hết thảy đệ tử ở thuần thú học viện. Hiện tại học viện chúng ta chỉ là linh thú quy nhất cảnh trở lên, thì có hơn 2 vạn. Mặt khác, viện trưởng công khai giảng bài, làm cho cả sức chiến đấu của học viện tăng không chỉ một lần. Không để ý tới ba người kinh ngạc, Mi Trúc học viện tiếp tục nói. Nói càng nhiều, chỉ thấy ba vị viện trưởng trước mắt thân thể càng cứng ngắc, còn không có triệt để nói xong, chỉ thấy bọn hắn triệt để hóa đá. Lúc trước còn lo lắng vị trương viện trưởng này trẻ tuổi, quản lý không được học viện, hiện tại mới biết. Trình độ quản lý của bọn hắn tới so sánh, thúc ngựa cũng theo không kịp. Bọn hắn còn chất vấn đối phương, thật sự là buồn cười. 10 ngày sau, trên một cái thuyền thật lớn, Trương Huyền đứng ở trên bong thuyền, nhìn về phía trước, trong khoang thuyền, mấy vạn thành viên Huyền Huyền hội ngồi ngay ngắn, từng cái tràn đầy hưng phấn. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền ở trong 10 ngày, lại giảng cho mọi người 5 tiết học, lúc này mới dẫn mọi người bay về phía Thanh Nguyên Nhất Đẳng Đế Quốc. Lúc này, phi chu của danh sư học viện cũng kiến tạo tốt rồi, thể tích thật lớn. Phải hơn 10 thánh thú mới nâng lên được. Lần này tiến về chiến sư đường trao đổi, đám người Trương Dẫn Khâu, Cây Nham đều ở lại Hồng Viễn học viện quản lý, Trương Huyền chỉ mang theo Mi trưởng lão cùng Mạc Cao Viễn đường chủ ở bên người. Hắn cũng định tốt rồi, đi Thanh Nguyên đế quốc, thời gian trở về Hồng Viễn học viện khẳng định cực ít, thậm chí có thể sẽ không trở về, liền trả vị trí viện trưởng lại cho Trương Dẫn Khâu. Bất quá người sau chết sống cũng không đồng ý. Dù sao hắn bây giờ còn thuộc về trạng thái sống dở chết dở, đường đường học viện viện trưởng, mạng mang bộ dạng này, truyền đi sẽ mất tôn nghiêm của danh sư. Hắn không đồng ý, đành phải tiếp tục làm viện trưởng trên danh nghĩa, còn sự tình, lần nữa vung tay làm trưởng quầy, giao toàn quyền cho đối phương xử lý. 10 ngày thời gian, nghiên cứu không ít thư tịch về luyện khí, nhìn xem có thể khôi phục kim nguyên đỉnh hay không, đáng tiếc, trình độ luyện khí ở Hồng Viễn Thành quá thấp, cưỡng ép xuất thủ. Là có thể để cho nó lần nữa sinh ra linh trí, mà muốn cho linh trí ngủ say khôi phục, liền không làm được. Kim Nguyên Đỉnh vì cứu bọn họ mới biến thành dạng này, tự nhiên không thể diệt, suy đi nghĩ lại, Trương Huyền quyết định đi Thanh Nguyên Đế Quốc, học tập trình độ luyện khí cao hơn, lại nghĩ biện pháp giúp nó khôi phục. Nhìn mây trắng phiêu đãng trước mắt, cảm thụ bốn phía tiếng gió gào thét, Trương Huyền thở dài một tiếng. Ngày hôm qua, cũng chính là trước một ngày khởi hành phía, Lạc Nhược Hy tìm tới. Nói cho hắn biết, mình còn có sự tình, phải ly khai Hồng Viễn đế quốc, không đi Thanh Nguyên đế quốc được, tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.
dù sao biết thân phận của nàng, không lo sau này không thấy được, không cần phải nhi nữ tình trường. Đám người Ngô sư nói rất đúng, thực lực của hắn bây giờ, trực diện chống chọi thánh nhân quý tộc mà nói, còn kém rất nhiều, muốn chính thức ở chung một chỗ, cần càng thêm nỗ lực mới được. Chương 2038, Tổng bộ độc điện 2. Trương sư, đây là lễ vật phụ thân ta cùng Hoài Vương ra tiễn đưa cho ngươi, sợ ngươi không thu, muốn ta rời Hồng Viễn Thành xong lại giao cho ngươi. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Ngọc Phi Nhi đi vào trước mặt. Lần này tiến về Thanh Nguyên Đế Quốc, không chỉ nàng, Lạc Thất Thất cùng Hồ Yêu Yêu cũng theo tới, hiện tại các nàng đều là thành viên của Huyền Huyền Hội, cũng có tư cách đi gặp việc đời. Lễ vật, không nghĩ tới Ngọc Thần Thanh bệ hạ khách khí như vậy, Trương Huyền tiện tay tiếp nhận. Biết rõ Trương sư tinh thông luyện khí, luyện đan, trong giới chỉ đều là chút ít dược liệu cùng khoáng thạch, tuy không phải đặc biệt quý giá, lại thắng ở số lượng không ít, về sau có lẽ Trương sư có thể cần dùng đến. Ngọc Phi Nhi cười cười. Trương Huyền thân là danh sư học viện viện trưởng, về sau tiền đồ vô lượng, đám người Ngọc Thần Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cây to này. Kỳ thật, ta còn phải cảm tạ phụ thân ngươi. Biết rõ đối phương chân tâm thật ý, không cách nào cự tuyệt, Trương Huyền đành phải nhận lấy, cười khổ một tiếng. Nói thật, nếu không phải Ngọc Thần Thanh cho hạt giống bồ đề thụ, không có thánh vực bồ đề thụ, chỉ sợ rất khó thông qua Hắc Yên Trần Sa. Có thể nói trong chuyện này, hắn còn chưa cảm tạ Ngọc Thần Thanh bệ hạ. Trương sư, ta ở trên tu vi xuất hiện vấn đề, có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Không có ở đề tài này tiếp tục xoắn xuýt, Ngọc Phi Nhi tràn đầy khát vọng nhìn qua. Đương nhiên có thể. Trương Huyền gật đầu. Chỉ điểm một lát, đám người Lạc Thất Thất, Hồ Yêu Yêu cũng tới trước mặt, Trương Huyền dứt khoát nói tâm đắc tu luyện gần đây một lần. Nghe qua lời khuyên của Khổng sư, những ngày nay hắn không có sốt ruột tu luyện, mà liên tục suy tư. Tuy không có sáng chế công pháp, võ kỹ lợi hại gì, lại khiến tu vi của hắn trở nên càng thêm củng cố, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này tùy tiện giải thích vài câu, đối với tu luyện giả mà nói, đều là lời vàng ý ngọc, được ích lợi không nhỏ. Một tháng, thoáng qua tức thì, ba nữ hài đã có tiến bộ thật lớn. Lúc trước Ngọc Phi Nhi là tàm phong cảnh đỉnh phong, trải qua tiếp cận 3 tháng tu luyện, chẳng những đột phá bán thánh, càng đạt đến đỉnh phong. Hồ Yêu Yêu càng đạt đến tòng thánh đỉnh phong. Đương nhiên, muốn nói tiến bộ nhanh nhất, không phải hai người này, mà là Lạc Thất Thất, hơn 2 tháng trước giống Ngọc Phi Nhi, đều là tàm phong cảnh đỉnh phong, bây giờ lại giống Trương Huyền, đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Tiến bộ nhanh chóng như thế, coi như là Trương Huyền cũng thất kinh, có thể nói so với hắn còn muốn nhanh. Xem ra thật sự có người thiên phú tuyệt hảo. Không chỉ tu vi bạo tăng, trên luyện đan cũng đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải tu vi chưa đủ, chỉ sợ đan dược cấp 7 sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Ba người này tiến bộ thần tốc, Vương Dĩnh, Lưu Dương càng không nhàn rỗi, Vương Dĩnh từ hơn 2 tháng trước là tàm phong cảnh sơ kỳ, nhẹ nâng đột phá đến tổng thánh đỉnh phong. Lưu Dương cũng đạt tới bán thánh đỉnh phong. Đây là bởi vì tu luyện phong thánh giải bản rút gọn, nếu tu luyện công pháp bình thường, chỉ sợ sớm đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tôn Cường như cũ là tiến bộ chậm nhất, dù tu luyện không có tận tâm như vậy, nhưng gặp Trương Huyền, có thể chỉ điểm tính nhắm vào, cộng thêm các loại vật tư, phú khả địch quốc, so với đám người Lạc Thất Thất, Vương Dĩnh thì chậm, nhưng so với học sinh khác, cũng nhanh như ngồi trên hỏa tiễn. Giờ phút này đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Cách tàm phong cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đi qua một tháng này lắng đọng, Trương Huyền đã triệt để củng cố thực lực thánh vực nhất trọng đỉnh phong, tu vi càng thêm hùng hậu, dù không có đột phá, nhưng thực lực chân chính, dĩ nhiên là vô địch dưới nguyên thần cảnh. Mấu chốt nhất là tu dưỡng trên tâm cảnh, lúc trước trải qua sư tự luyện tâm, đạt đến 21. Một, có thể so với danh sư thất tinh, mà bây giờ, trải qua phong thánh kiếp cùng trong khoảng thời gian này tích lũy, lần nữa tăng lên 2. Không. Đạt đến 23. 1. Tâm cảnh khắc độ, giống như tu vi, càng cao càng khó, tâm cảnh từ 1. Không đến 3. Không, cực kỳ đơn giản, nhưng từ 21. 1 đến 23. 1. Khó khăn sẽ hơn mấy chục lần. Bất quá, nếu không phải tâm kiếp trong phong thánh kiếp quá dễ dàng đối phó, không có một chút tính khiêu chiến, khẳng định tăng trưởng không chỉ như thế này. Một đường tu luyện, không có quá nhiều nói chuyện, phi chu trọn vẹn phi hành một tháng. Lúc này mọi người mới chứng kiến một thành thị thật lớn, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đế đô của Thanh Nguyên Đế Quốc, Thanh Nguyên Thành, đã đến. Bên này, đám người Trương Huyền đi tới Thanh Nguyên Đế Đô,
Bạch Đình độc sư cùng Hải Minh Kim độc sư cũng mang theo Ngụy Như Yên chạy tới tổng bộ độc điện. Chương 2039, truyền thế độc điện 1. Tổng bộ độc điện tọa lạc ở trong một sơn mạch thật lớn, không hề giống phân bộ khác, có trận pháp bao phủ, mà trực tiếp lộ ở bên ngoài, là một thành thị cực lớn bao trùm lên nghìn dặm. Các loại vật tư, tự cung tự cấp, giống như tiểu vương quốc. Sơn mạch này lan tràn mấy vạn dặm, nghe nói đều bị hạ kịch độc, không phải độc sư tiến đến, sẽ trực tiếp độc chết, bởi vậy, tổng bộ căn bản không cần che giấu. Nhìn thành thị nguy nga đồ sộ trước mắt, Bạch Đình nhịn không được nói. Độc điện ở bất kỳ địa phương nào, đều là tồn tại người người sợ hãi, vì an toàn, không thể không dùng trận pháp che giấu, để cho những chức nghiệp khác khó có thể tìm kiếm. Nhưng tổng bộ bất đồng, trực tiếp tu kiến ở trong sơn mạch, cái gì cũng không có che lấp, bất quá, mặc dù không có trận pháp, toàn bộ sơn mạch nuôi dưỡng vô số độc trùng, độc thú, cho dù có người muốn tới đây tìm phiền toái, cũng sẽ trả giá cực lớn. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù rất nhiều người biết rõ tổng bộ ở chỗ này, cũng không ai dám đơn giản động thủ, ngay cả danh sư đường cũng kiêng kỵ ba phần. Cũng không biết lúc nào, độc sư có thể không cần sợ hãi ánh mắt người thế tục, giống như những chức nghiệp khác, hành tẩu ở trong ánh sáng. Cười khổ lắc đầu, Hải Minh Kim cảm khái. Coi như tổng bộ không cần che lấp, cũng giấu ở trong núi sâu, so sánh với những chức nghiệp khác tu kiến phân bộ ở nơi phồn hoa, là hoàn toàn bất đồng. Độc sư, sớm đã ở trong mắt mọi người lưu lại hình tượng âm lãnh độc ác, cấp bậc càng cao càng làm cho người sợ hãi, loại quan điểm này, không phải đơn giản có thể thay đổi. Ta cũng hy vọng có một ngày như vậy, bất quá, hẳn là rất nhanh. Quay đầu nhìn thoáng qua nữ hài ở sau lưng, Bạch Đình mỉm cười. Từ Tĩnh Viễn Thành xuất phát, liên tục phi hành tiếp cận 2 tháng, nữ hài này thủy chung không có dấu hiệu thanh tỉnh, hơn nữa trong cơ thể tỏa ra độc khí càng lúc càng nồng nặc. Nếu không phải lúc trước nàng thức tỉnh, hóa thân Tôn Cường, cho hai người mình đan dược giải độc, chỉ sợ hiện tại coi như là thực lực thất tinh đỉnh phong, hấp thu nhiều độc khí như vậy, cũng độc phát thân vong rồi. Bị động tỏa ra khí tức, cũng có thể để cho bọn họ không chịu nổi, tiên thiên độc thể thật là đáng sợ. Thể chất là tiên thiên, không có biện pháp sửa đổi, cường đại hơn chính là, vị tổ sư khai phái này đối với dụng độc, càng nghe rợn cả người. Trên đường đi, hai người một mực nghiên cứu tri thức dùng độc mà tổ sư truyền cho bọn hắn, càng nghiên cứu, càng cảm thấy đáng sợ, có thể nói 2 tháng này lý giải, hơn bọn hắn học tập mấy chục năm lúc trước. Nhất là ban cho những dược hoàn giải độc kia, quả thực có thể nói là bách độc bất xâm. Không chỉ có thể hóa giải độc khí trên người nàng tỏa ra, ngay cả hết thảy độc trùng độc vật ở trong sơn mạch cũng thể khắc chế. Mấy hôm trước Bạch Đình độc sư không cẩn thận bị một độc xà cắn thương, vốn tưởng rằng không thể cứu, dùng đan dược giải độc. Không lâu sau liền khôi phục như lúc ban đầu, một loại đan dược bình thường có thể giải bách độc, coi như là tự mình sử dụng, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải những đan dược giải độc này, khả năng còn chưa đi đến nơi đây, không biết đã chết bao nhiêu lần. Chỉ cần tổ sư tỉnh lại, lần nữa khôi phục thực lực đỉnh phong, lại để cho những chức nghiệp khác thừa nhận chúng ta cũng không phải việc khó, chỉ tiếc cường giả trong độc điện thật sự quá nhiều, ai cũng không phục ai, tất cả mọi người làm theo ý mình. Thế cho nên 5 bè 7 mảng, lúc này mới không còn hưng thịnh như lúc trước nữa, ở dưới những chức nghiệp khác áp bách, co đầu rút cổ. Nhớ tới những năm này độc điện trải qua, Hải Minh Kim cảm khái. Kỳ thật mới đầu độc điện cũng không phải như bây giờ, để cho những chức nghiệp khác kiêng kỵ, mà giống như những người khác, sinh hoạt ở dưới ánh sáng, không cần trốn trốn tránh tránh. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện hiện tại, là vì sau khi tổ sư đi về cõi tiên, không có xuất hiện một vị độc sư thực lực siêu tuyệt chính thức. Cường giả dùng độc, ai cũng không phục ai, có đôi khi ở dưới tình huống không có quy củ, còn tàn sát lẫn nhau, hơn nữa tuyển nhận đệ tử không có một tiêu chuẩn thống nhất nào, do đó tốt xấu lẫn lộn, lúc này mới dẫn đến thực lực chỉnh thể ngày càng sa sút, diễn biến thành cục diện hiện tại. Nếu như có người nhất thống độc điện lần nữa, để cho tất cả mọi người thần phục, có lẽ có thể cải biến cục diện bây giờ, một lần nữa đạt tới thịnh thế năm đó. Trước không nên cao hứng quá sớm, bây giờ độc điện đã không giống trước kia. Trước kia ta thông chi lão sư, cũng không nói sự tình tổ sư, dù vậy, lão sư vẫn bảo ta cẩn thận một ít, lặng lẽ tới đây, không nên bị những người khác phát hiện. Giống như hiện tại, toàn bộ tổng bộ, các loại tranh đấu cực kỳ hỗn loạn, coi như là hắn, cũng không có cách nào. Bạch Đình độc sư nói, sư phụ ngươi, chính là vị được xưng vạn độc tôn giả Lâm Giang Hải kia. Hải Minh Kim hiếu kỳ. Tuy Bạch Đình cùng hắn là bằng hữu,
hơn nữa từ một độc điện đi ra, còn chưa nói qua truyền thừa của mình, hắn cũng là căn cứ thủ pháp dùng độc đoán được một ít. Đúng vậy, lão sư ta đúng là Lâm Giang Hải độc sư, ở chỗ hắn học được 30 năm, đáng tiếc bởi vì tư chất không đủ, không được chân truyền, nếu không chỉ sợ hiện tại cũng đạt đến bát tinh. Bạch Đình gật đầu. Nói lên lão sư, hắn tràn đầy tôn kính. Sư ân như biển. Không có lão sư, sẽ không có hắn hôm nay, dù không phải thân truyền, sư ân cũng không dung xóa đi. Tổng bộ độc điện có 2 vị hộ pháp, tứ đại tôn giả, 12 độc vương, 72 phân điện điện chủ nhất đẳng, những cường giả này, kém nhất cũng đạt đến bát tinh đỉnh phong. Vạn độc tôn giả ở trong tứ đại tôn giả, tuy không xếp thứ nhất nhưng cũng không phải cuối cùng, đệ tử thân truyền của hắn, thực lực kém cỏi nhất cũng đạt đến bát tinh, có thể trở thành đệ tử của hắn, mỗi cái đều là nhân trung chi long, làm cho người hâm mộ. Nhớ tới truyền thuyết ở tổng bộ độc điện, Hải Minh Kim nhịn không được nói. Mặc dù hắn chỉ là độc sư thất tinh đỉnh phong, nhưng mà trong khoảng thời gian này vì tới tổng bộ, sớm nghiên cứu không ít thư tịch, đối với tổng bộ quyền lực phân chia cũng biết không ít. Tổng bộ độc điện, bởi vì không xuất hiện một người ở dùng độc có thể lực áp quần hùng, để cho tất cả mọi người bội phục, vị trí điện chủ đã chống mấy nghìn năm, cơ bản đều do tứ đại tôn giả hiệp thương nghị sự, còn 2 đại hộ pháp. Một mực dạo chơi ở bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy, coi như là độc sư ở tổng bộ cũng chưa bao giờ thấy qua. Chương 2040, truyền thế độc điển 2. Cho đến trước mắt, 4 người này đúng là ở trong chức nghiệp độc sư, quyền lực cùng địa vị tối cao. Bạch Đình có thể trở thành đệ tử của một vị trong đó, coi như không phải thân truyền, đi vào tổng bộ cũng sẽ thuận tiện hơn không ít. Nếu không bằng vào độc sư thất tinh như bọn họ, muốn dễ đi vào nơi đây, còn có chút làm không được. Đi thôi, nhanh vào thành, độc khí trong cơ thể tổ sư có chút khống chế không nổi, không nhanh chóng áp chế mà nói, ta sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cảm khái vài câu, không tiếp tục xoắn xuýt, Bạch Đình nói một tiếng, mang theo Ngụy Như Yên đi thẳng về phía trước. Thành thị ở tổng bộ độc điện, giống như vương thành ở ngoại giới, không có khác nhau quá lớn, không chỉ có độc sư sinh sống, còn có một chút người bình thường. Đi vào thành thị, hành tẩu ở trên đường phố rộng rãi, Bạch Đình cùng Hải Minh Kim liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình có chút mê hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, đường đi rộng lớn như thế, hẳn là cực kỳ náo nhiệt mới phải, nhưng bây giờ chứng kiến hai bên cửa hàng cửa sổ đóng chặt, một người cũng không có, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không nên a. Nếu như danh sư đường thật muốn động thủ, tất nhiên sẽ huyên náo toàn bộ đại lục xôn xao, chưa từng nghe qua loại tin tức này, cũng nói rõ không có việc gì. Nhưng ngoại trừ danh sư đường, ai có thể để độc điện trong nháy mắt trở nên người đi nhà trống? Vào xem một chút đi. Đi hơn nửa canh giờ, cũng không nhìn thấy bóng người, hai người có chút hoảng hốt, Hải Minh Kim nhìn không được nói. Ân. Nhẹ gật đầu, Bạch Đình đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm truyền tới. Phía trước là Bạch Đình sư đệ. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến một trung niên bay tới. Người này dáng người thấp bé, đại khái 1m6, hơn nữa còn hơi còng, bộ dáng cực kỳ tầm thường, nhưng mà huy chương trước ngực, 8 vì sao lóng lánh chói mắt, lộ rõ thân phận, khiến người ta không dám khinh thường. Nguyên Lăng sư huynh, thấy rõ bộ dáng, Bạch Đình độc sư không dám do dự, vội vàng ôm quyền. Nguyên Lăng. Chẳng lẽ chính là vị độc sư bát tinh đỉnh phong độc sát qua thánh thú thánh vực bát trọng? Nghe được cái tên này, Hải Minh Kim hoảng sợ. Muốn nói độc sư bát tinh khác, hắn khả năng không rõ ràng, nhưng mà vị này danh khí rất lớn. 72 phân điện điện chủ nhất đẳng, cấp bậc đã sớm đạt đến bát tinh đỉnh phong, chế biến ra yên vân tán, vô sắc vô vị, có thể hóa thành mây khói, phiêu tán bốn phía, một khi hấp thu, coi như là thánh vực bát trọng cũng khó địch nổi. Nghe nói vị Nguyên Lăng điện chủ này, bị một thánh thú thánh vực bát trọng đuổi giết, đến bước đường cùng thả ra độc dược, cứng rắn độc sát. Chính bởi vì trận chiến này, hắn ở toàn bộ đế quốc liên minh, cũng có danh khí thật lớn, độc điện ở Thanh Nguyên Phong Hào Vương quốc, càng là không người không biết, không người không hiểu. Nhân vật như vậy, không ngờ là sư huynh của Bạch Đình, cùng hắn chung một chỗ học nghệ qua. Ngẫm lại cũng khiến người khiếp sợ. Không cần khách khí. Lão sư nghe nói ngươi đã đạt đến xuất khiếu cảnh, muốn khảo hạch độc sư bát tinh, nên sai ta tới tiếp ngươi. Nguyên Lăng cười cười. Lần này Bạch Đình trở về, nghe theo Trương Huyền nói, không có nói ra sự tình tổ sư, mà nói muốn khảo hạch độc sư bát tinh, không làm người khác chú ý, cũng có thể thuận lợi đi vào tổng bộ. Đa tạ sư huynh, đúng rồi, sư huynh không phải ở Hoài Kim phân điện sao?
sao đến nơi này rồi hả? Bạch Đình kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, phân điện điện chủ là không thể đơn giản rời cung điện, vị này lại đến đây, còn tới đón hắn, để cho hắn được sủng ái mà lo sợ. Ngươi không biết. Nguyên Lăng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Cũng đúng, ngươi rời đi nơi đây đã nhiều năm, không biết rất bình thường. Là hữu hộ pháp thẩm khuyết trở về, đã tìm được tín vật của tổ sư khai phái, muốn kế vị trở thành điện chủ, tổ chức độc sư đại hội. 72 phân điện điện chủ chúng ta, trong khoảng thời gian này đều chạy tới, người ở trong thành thị, cũng đều đi tới tham gia, vì vậy, nơi đây trống trải như hoang dã, một bóng người cũng nhìn không tới. Hữu hộ pháp thẩm khuyết, đã tìm được di vật của tổ sư khai phái. Hai người sững sờ, sau đó nhíu mày, Bạch Đình nhìn lại, nhịn không được hỏi. Không biết là, di vật gì? Tổ sư khai phái truyền thế độc điển. Nguyên Lăng nói. Chương 2041, tổ sư tới 1. Truyền thế độc điển. Bạch Đình, Hải Minh Kim hoảng sợ. Nghe nói vật này là tổ sư khai phái tự tay viết, cả đời nghiên cứu bí pháp dùng độc, ghi chép ở phía trên, là độc sư muốn lấy được nhất, chỉ là. Kèm theo tổ sư đi về cõi tiên, đã sớm biến mất. Sau khi tổ sư chết, liên tiếp kế nhiệm không ít điện chủ, chỉ bất quá, đều bởi vì không được truyền thừa, khó có thể phục chúng, dẫn đến độc điện càng thêm hỗn loạn. Vốn tưởng rằng thứ này khó có thể tìm, không nghĩ tới hữu hộ pháp thẩm khuyết tìm được. Đúng vậy, đã có thứ này, hoàn toàn chính xác có thể danh chính ngôn thuận kế vị, không ai dám nói cái gì, chỉ là. Được rồi, không nói những thứ này, gặp được sư phụ, tự nhiên ngươi sẽ rõ. Còn muốn nói gì, Nguyên Lăng dừng lại một chút, nuốt trở vào. Vẫy vẫy tay, bay về phía trước. Hai người theo sát phía sau. Đều là cường giả vượt qua thánh vực tứ trọng, tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền đi tới một phủ đệ rộng lớn. Nguyên Lăng dẫn đường, vừa đi vào đại điện mà năm đó lão sư giảng bài, chợt nghe một hồi tiếng cãi vã vang lên. Hắn đây là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, dựa vào cái gì muốn lão sư tới, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Quả thực khinh người quá đáng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hắn nói là truyền thế độc điển, chính là truyền thế độc điển sao? Dù là ai cũng không cách nào xác nhận, ta nhớ được năm đó hắn cùng lão sư không hợp, chỉ sợ cố ý nói như vậy, là muốn diệt trừ đối lập, thành công kế vị. Bản thân hữu hộ pháp liền bụng dạ hẹp hòi, lần này đã có dựa vào lớn như vậy, khẳng định sẽ ra tay. Đi vào gian phòng, lập tức chứng kiến hơn 10 độc sư đứng ở trong đó, từng cái lòng đầy căm phẫn. Bạch Đình nhìn sang, đúng là các sư huynh. Sư đệ trước kia, hầu như tất cả đều đạt đến độc sư bát tinh. Trong đại sảnh, ngồi một lão giả, một thân áo tơ trắng, khí tức yên lặng như giếng, hô hấp như có như không, dường như không tồn tại. Hải Minh Kim dùng thần thức lặng lẽ dò xét, sau đó hoảng sợ. Thần thức cảm ứng, trước mắt không có vật gì, cái gì cũng không phát hiện. Thật mạnh, đồng tử co rụt lại. Thực lực vị trước mắt này, đã vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, cấp bậc như hắn, căn bản là không cách nào cảm thấy. Gặp phải cường giả loại này, đối phương có thể không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm, hắn sẽ hồn phi phách tán, không chống chọi được. Chớ nói chi là dùng độc. Đáng sợ. Lão sư, Bạch Đình sư đệ đến rồi. Không để ý tới mọi người cãi lộn, Nguyên Lăng tiến về phía trước một bước. Ân. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn lại. Trải qua sự kiện kia. Người chán nản, ta còn cho rằng không cách nào đột phá, không nghĩ tới đã thành độc sư bát tinh, cũng không uổng công ta một phen dạy bảo. Lão sư, hốc mắt đỏ ửng, Bạch Đình tiến về phía trước một bước quỳ xuống. Rời tổng bộ thời gian quá lâu, một mực không mặt mũi nào tới đây, chính thức gặp được sư phụ, loại cảm tình này rút cuộc kìm nén không được. Tốt rồi, đã là độc sư bát tinh, không nên giống như nữ nhi. Lão giả cười cười. Vâng. Bạch Đình đứng dậy, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư, vừa rồi chư vị sư huynh đệ nói. Muốn lão sư tới, có ý tứ gì? Mọi người lòng đầy căm phẫn, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Không phải đại sự gì, nếu như trở về, liền an tâm khảo hạch xong, liền trở về đi. Độc điện đã không phải là đối phương an ổn như trước kia, sau này chỉ sợ khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, có thể trốn bao xa thì trốn. Lão giả khoát tay áo, thở dài một tiếng. Cái này, Bạch Đình nhíu mày, không hiểu ra sao. Lão sư là một trong tứ đại tôn giả, mới mở miệng thì uể oải như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Dựa theo tình huống bình thường, Thẩm Khuyết đạt được truyền thế độc điển, trở thành tân nhiệm điện chủ, không phải là sự tình đáng giá chúc mừng sao? Sự tình Thẩm Hộ Pháp đã nhận được truyền thế độc điển, muốn kế vị điện chủ, chắc hẳn ngươi nên biết a. Thấy hắn không hiểu, một độc sư bát tinh đi vào trước mặt. Vâng. Bạch Đình nhẹ gật đầu. Chuyện này vừa nghe Nguyên Lăng độc sư nói qua. Truyền thế độc điển, là tổ sư khai phái lưu lại, có chứa kịch độc, muốn mở ra, nhất định phải lấy phương thức nhân mạng nuôi nấng mới có thể hoàn thành. Thẩm Hộ Pháp để cho lão sư đi làm chuyện này. Độc sư bát tinh nghiến răng. Đồng tử của Bạch Đình co rụt lại. Độc sư có vô số người ưa thích dùng kịch độc phong ấn bí tịch, muốn phá vỡ, cần có được bản lĩnh giải độc đối ứng, nếu như không có, cũng chỉ có thể lấy mạng tới lấp. Nói cách khác, tìm người hấp thu kịch độc ở phía trên, một cái không đủ, hai cái, hai người chưa đủ ba cái. Nhân số nhiều, số lượng độc có hạn, tổng có thể bị hấp thu sạch sẽ. Cũng chính là nhân mạng nuôi nấng. Nhân mạng nuôi nấng, cực kỳ tàn khốc, cũng cực kỳ quỷ dị, có thể nói, bỏ qua tôn nghiêm của sinh mệnh. Nguyên nhân chính là như thế, độc sư mới bị định nghĩa là tà ma ngoại đạo, bị chức nghiệp chính phái khinh thường. Tại sao là lão sư? Bạch Đình nghiến răng. Lão sư là một trong tứ đại tôn giả, dựa vào cái gì để cho hắn đi làm loại sự tình này? Năm đó lão sư cùng Thẩm Hộ Pháp từng có va chạm, mà kịch độc trên truyền thế độc điển thực sự quá cường đại, người bình thường ngay cả tới gần cũng làm không được, muốn tiêu trừ độc tính, chỉ có độc sư cửu tinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cố ý cầm lão sư khai đao, xác lập uy phong, còn không có kế vị, liền muốn để cho tất cả mọi người của độc điện biết rõ sự lợi hại của hắn. Chương 2042, tổ sư tới 2. Vị độc sư này nghiến răng. Nhân mạng nuôi nấng tuy có thể tiêu trừ độc tính, cũng phải nhìn thực lực chưa đủ, coi như xông lên một vạn cái, hai vạn cái, cũng không có bất kỳ tác dụng. Truyền thế độc điện chính là tổ sư khai phái lưu lại, kịch độc ở phía trên, chỉ có đạt tới độc sư cửu tinh mới có thể phá giải, đổi lại những người khác, lên nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Nếu như hắn quan báo tư thù, lão sư hoàn toàn có thể không cần đáp ứng. Bạch Đình vội vàng mở miệng, tràn đầy sốt ruột. Là có thể không cần đáp ứng, nhưng hắn, lấy danh nghĩa đại nghĩa áp chế. Đại nghĩa? Hắn hứa hẹn với hết thảy độc sư, chỉ cần mở ra truyền thế độc điển, chọn nội dung có thể học tập ở bên trong truyền thụ ra, để cho thực lực chỉnh thể của độc điện bạo tăng. Coi đây là áp chế, trực tiếp đưa lão sư vào tuyệt lộ. Hiện tại, toàn bộ độc sư ở tổng bộ, đều đi tới nơi này, trên danh nghĩa là muốn quan sát kế vị đại điển, trên thực tế có không ít người đang giám thị, sợ lão sư đào tẩu. Vị độc sư bát tinh này ánh mắt đỏ bừng. Hỗn loạn nhận thức trung thần, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Đám độc sư bình thường cùng lão sư rất tốt, thậm chí liên tục nịnh bợ, hiện tại từng cái có thể trốn bao xa thì trốn, chỉ còn lại có bọn hắn thủ ở chỗ này. Bạch Đình siết chặt nắm đấm. Hoàn toàn chính xác. Lấy điều kiện này, dụ dỗ độc sư khác, lão sư liền biến thành người hy sinh, không đi hy sinh mà nói, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tốt rồi, chuyện này ta đã có quyết định, chờ ta sau khi chết, các ngươi cũng đừng tới nơi này, có thể trốn bao xa thì trốn, miễn cho đứt gãy truyền thừa. Ngắt lời vị độc sư này nói, lão giả khoát tay áo. Hắn còn sống, không ai dám thế nào, một khi chết rồi, những đệ tử này, 8-9 phần 10 đều bị tàn sát sạch sẽ. Độc điện không giống danh sư đường chú ý quy củ, hết thảy dựa vào thực lực, không có thực lực, chỉ có phần bị giết. Lão sư. Nghe nói như thế, mọi người đau thương, hốc mắt của Nguyên Lăng phiếm hồng, không biết nói cái gì cho phải, chợt nghe Bạch Đình lên tiếng. Kỳ thật, lão sư, người không cần hy sinh, Thẩm Hộ Pháp, muốn làm điện chủ. Cũng không dễ dàng như vậy. Hả? Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt quay đầu lại, ngay cả lão giả cũng nhìn không được nữa nhăn mày. Bạch sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nguyên Lăng hỏi. Cũng không có gì, đổi lại trước kia. Vị Thẩm Hộ Pháp này tìm được truyền thế độc điển, hoàn toàn chính xác có thể trở thành điện chủ, không ai dám nói cái gì, nhưng hiện tại, chỉ sợ không làm được. Cười nhạt một tiếng, Bạch Đình lộ ra tự tin. Có được truyền thế độc điển cũng không thể làm điện chủ. Cái này, làm sao có thể? Nguyên Lăng sững sờ ở ngay tại chỗ. Những người khác cũng tràn đầy mê hoặc, không thể tin được. Truyền thế độc điển là cái gì? Phật Tổ Sư khai phái lưu lại. Giống như Xuân Thu Đại Điển của Khổng Sư, thuộc về bảo vật chí cao vô thượng, chỉ cần tìm được, chẳng khác nào nắm giữ đại nghĩa,
có thể được hết thảy độc sư nhận thức, đừng nói trở thành điện chủ, coi như để người ta tự sát, cũng không có biện pháp. Lão sư của bọn hắn, hiện tại là bị loại này bức bách. Nhưng đối phương lại còn nói, cái này cũng không thể thành điện chủ. Vậy làm sao mới có tư cách? Đúng vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Truyền thế độc điển là tổ sư khai phái lưu lại bảo vật vô thượng, đạt được thứ này, chẳng khác nào đã nhận được quyền lên tiếng. Vị độc sư bát tinh vừa nãy nhìn không được lắc đầu. Muốn cho hắn không làm điện chủ được, trừ khi mời tổ sư khai phái đến. Lục sư huynh nói không sai, ta xác thực mời, tổ sư khai phái tới. Bạch Đình nhẹ nhàng cười cười. Tổ sư khai phái. Bạch sư đệ, chẳng lẽ người nói đùa sao, tổ sư khai phái sớm đã đi về cõi tiên vài vạn năm, đi nơi nào tìm. Chuyện này không vui tí nào đâu. Mọi người vốn sững sờ, sau đó tất cả đều lắc đầu. Nếu như nói đã tìm được bảo vật của tổ sư, bọn hắn tin tưởng, nhưng tìm được tổ sư. Đây không phải nằm mơ sao? Đúng là tổ sư, nàng chỉ còn một đạo tàn hồn, bám vào trên thân nữ hài này. Bạch Đình chỉ về phía sau. Lúc này mọi người mới phát hiện, nữ hài hắn dùng chân khí bao lấy, nhẹ nhàng buông ra, rút lui chân khí, độc khí trong cơ thể Ngụy Như Yên lập tức tản mạn ra, để cho mọi người kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đây là tiên thiên độc thể. Mọi người còn không kịp phản ứng, Lâm Giang Hải biến sắc, không thể tin được. Tiên thiên độc thể, là bảo thể tu luyện độc sư vô thượng, từ sau khi tổ sư rời đi, toàn bộ độc điện vài vạn năm qua cũng không có xuất hiện, nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện ở nơi đây. Vâng, không riêng gì tiên thiên độc thể, còn là độc hồn thể. Bạch Đình gật đầu. Cái này, thân thể Lâm Giang Hải run lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số nữ hài này ngủ mê không tỉnh. Là như thế này. Bạch Đình nói sự tình như thế nào gặp được tổ sư khai phái, như thế nào đáp ứng đối phương, mang nữ hài, kỹ càng nói một lần. Ngươi nói, nữ hài này là linh hồn tổ sư khai phái phụ thể. Hiện tại chỉ là không chịu nổi độc hồn thể mang đến áp lực, lâm vào hôn mê. Thân thể Lâm Giang Hải cứng đờ, khó mà tin được. Đúng vậy, không tin, ngươi có thể nhìn xem viên thuốc nàng cho chúng ta này. Cổ tay khẽ đảo, Bạch Đình lấy ra một cái bình ngọc. Nhẹ nhàng cười cười, cổ tay Bạch Đình khẽ đảo, đưa tới một viên giải độc đan mà tổ sư cho. Chương 2043, tổ sư tha mạng thượng. 1. Trên đường đi sử dụng mấy lần, giờ phút này, trong bình ngọc chỉ còn lại có một viên dược hoàn. Cái này, là đan dược cố bản bồi nguyên. Nhìn thoáng qua, Lâm Giang Hải nhíu mày. Thân là độc sư, đối với dược tính của dược vật cực kỳ hiểu rõ. Đan dược trước mắt này, xem xét liền biết, chỉ là dược vật cố bản bồi nguyên bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Mới đầu ta cũng cho rằng chỉ là dược vật cố bản bồi nguyên bình thường, nhưng mà trải qua tổ sư luyện chế lại một lần, dĩ nhiên là thánh dược giải độc, có thể giải vạn độc. Bạch Đình gật đầu. Lâm Giang Hải nhíu mày. Hắn được xưng vạn độc tôn giả, đủ thấy dùng độc mạnh, chủng loại nhiều, làm cho người hoa mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Đan dược trước mắt. Được xưng giải vạn độc, chẳng phải chính là khắc tinh của hắn. Thần thức lan tràn, trong chớp mắt liền xem đến tột cùng, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Lấy ánh mắt cùng lý giải dược vật của hắn, đan dược này không có bất kỳ đặc thù, cùng đan dược bán trên thị trường không khác chút nào. Đừng nói hắn, coi như là thánh vực ngũ trọng, ăn ba cân cũng không có hiệu quả quá lớn. Được xưng giải vạn độc, không khỏi nói ngoa a. Hắn là độc sư cửu tinh, toàn bộ đại lục. Tôn giả dùng độc cao nhất, cũng nhìn không ra đặc thù, nếu không phải Bạch Đình lời thề son sắt, khẳng định đã sớm ném vào trong cống. Thuốc này thật sự có hiệu quả giải độc. Nhìn không được nhìn lại. Nếu lão sư không tin, ta có thể ngay tại chỗ cho ngươi thí nghiệm. Bạch Đình nhẹ nhàng cười cười, xoay đầu lại. Nguyên Lăng sư huynh, không biết ngươi có mang theo Yên Vân tán không? Có. Nguyên Lăng gật đầu, lòng bàn tay nhiều ra một cái bình ngọc. Làm độc dược lợi hại nhất hắn nghiên cứu chế tạo ra, tự nhiên vẫn luôn tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hải độc sư, khả năng còn phải phiền toái ngươi một sự kiện. Tiếp nhận bình ngọc, Bạch Đình nói. Bạch độc sư không cần khách khí như thế, có việc cứ nói đừng ngại. Hải Minh Kim đi tới. Kỳ thật cũng không có gì, phiền toái ngươi ăn Yên Vân tán này. Cổ tay Bạch Đình run lên, ném độc dược tới. A. Khóe miệng Hải Minh Kim co lại. Còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới Bạch độc sư tính toán để cho hắn lấy thân thử độc.
Kiểm nghiệm thuốc giải độc biện pháp hữu hiệu nhất, không phải là nghiên cứu thành phần, mà là thử độc, như vậy trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất. Chỉ là, ngươi tìm thử đan thú là được rồi, sao phải tìm ta? Được rồi. Không có chần chờ bao lâu, cắn răng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới đan dược của tổ sư thần kỳ, còn tràn đầy tự tin vẹn nắp bình an yên vân tán. Phốc! Vừa uống thuốc xong, sắc mặt lập tức trở nên ngăm đen, cả người hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến hắn như vậy, mọi người ở đây đều nhăn mày. Mọi người thấp nhất đều là độc sư bát tinh, nhãn lực siêu quần, tự nhiên có thể thấy được vị trước mắt này thật trúng độc, mà không phải ngụy trang. Cho! Biết uy lực của yên vân tán kinh người, Bạch Đình không dám do dự, đưa giải độc đan ở trong tay tới. Hải Minh Kim vội vàng nuốt vào. Vù vù. Vừa dùng không lâu, sắc mặt ngăm đen lập tức biến hóa, chỉ bất quá tựa hồ còn không có triệt để giải độc, một nửa màu đen, một nửa trắng, giống như mặt hoa. Khục khục, Bạch độc sư, còn có đan dược không, cho ta ăn một viên nữa, vừa rồi ta giống như ăn yên vân tán hơi nhiều, còn không có triệt để giải xong. Hô hấp đều đặn, độc tính tạm thời ổn định, Hải Minh Kim hơi lúng túng nói. Những đan dược cố bản bồi nguyên này dược hiệu có hạn, dung nạp thiên đạo chân khí có giới hạn, dù có thể giải độc, nhưng cấp bậc của yên vân tán thật sự quá cao, một viên căn bản không đủ để hoàn toàn giải hết, chỉ giải một nửa. Đây là viên cuối cùng của ta rồi. Khóe miệng Bạch Đình co lại. À, vừa rồi ở trên đường ta đã ăn xong. Thân thể Hải Minh Kim nhoáng một cái, thiếu chút nữa khóc lên. Chỉ là thí nghiệm đan dược cho mọi người thấy, kết quả chơi đùa thành bộ dạng này, có cần thảm như vậy hay không? Ta đây là chọc ai à? Cái này, Bạch Đình cũng lông mi nhảy loạn. Vốn nghĩ rằng tới, cầm thánh dược giải độc của tổ sư, biểu hiện ra cho mọi người thấy, ai ngờ. Đan dược không đủ. Không cần thử nữa, đây thật là thánh dược giải độc. Hai người đang bất đắc dĩ, Lâm Giang Hải khoát tay áo. Nguyên Lăng, giúp hắn độc giải đi. Vâng, Nguyên Lăng đi tới, bàn tay ở trên thân Hải Minh Kim nhẹ nhàng phất một cái, người sau lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mặt hoa như tẩy trang, khôi phục như lúc ban đầu. Có thể làm đan dược cố bản bồi nguyên, luyện chế thành thánh dược giải độc, ngay cả yên vân tán cũng có thể giải. Thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người. Không để ý tới Hải Minh Kim nữa, Lâm Giang Hải đứng dậy, đi vào trước mặt Ngụy Như Yên, tràn đầy không thể tin được. Muốn nói lúc trước hắn còn có điều hoài nghi, bây giờ cơ hồ là 100% xác định. Tiên thiên độc thể, tiên thiên độc hồn thể không nói nữa, chỉ nói đan dược vừa rồi kia, thần thức hắn đảo qua, không có phát hiện bất luận đặc thù gì, kết quả có hiệu quả giải độc không thể thật hơn. Hơn nữa ngay cả yên vân tán cũng có thể giải. Cái này có chút kinh khủng. Nguyên Lăng nghiên cứu ra độc dược này, hắn chuyên môn xem qua, thánh vực bát trọng cũng có thể nhẹ nhõm độc sát. Một viên đan dược nho nhỏ có thể giải hết. Không có bất kỳ di chứng, loại thủ đoạn này, quả thực thần hồ kỳ kỹ, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Chương 2044, Tổ sư tha mạng thượng. 2. Coi như là hắn, cũng khó lý giải. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ sư khai phái chính thức, mới có thủ đoạn quỷ thần khó lường như thế. Lão sư, người đã tin tưởng. Ánh mắt Bạch Đình sáng lên. Ân, ngoại trừ tổ sư, ta thật sự nghĩ không ra, người phương nào có thể có năng lực như thế. Lâm Giang Hải nhẹ gật đầu, cười cười. Đi, đi tham gia kế vị đại điển, Thẩm Khuyết muốn ta chết, ta cũng muốn nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Ánh mắt của Lâm Giang Hải nheo lại. Có thể sống sót ở tổng bộ độc điện, hơn nữa đứng ở cao nhất, hắn tự nhiên không phải người hiền lành gì. Tốt, thấy lão sư lần nữa lòng tin 10 phần, tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm, theo ở phía sau đi ra ngoài. Kế vị đại điển ngay ở trên quảng trường cách phủ đệ không xa, toàn bộ tổng bộ, không biết bao nhiêu người đều đi tới, trong ba vòng, ngoài ba vòng, rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn không tới đầu cuối. Trên đài cao trung tâm, một quyển sách lơ lửng ở trên không, chói lọi chiếu sáng, phía dưới đứng một độc sư mặc trường bào màu đen, tản mát ra khí tức kinh người. Lâm tôn giả, người rút cuộc đã tới. Thấy mọi người bay tới, độc sư áo đen nhẹ nhàng cười cười. Lên tiếng vang vọng toàn bộ quảng trường. Người đã đồng ý lấy nhân mạng nuôi nấng, vậy thì bắt đầu đi, mở ra truyền thế độc điển, ta truyền thụ nội dung bên trong cho mọi người lại kế vị, như vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận. Lâm tôn giả, thân là một trong tứ đại tôn giả, hưởng thụ lấy độc điển cung phụng nhiều năm như vậy, cũng nên làm ra hy sinh.
hy sinh một cái, thành toàn nhiều độc sư như vậy, để cho độc điện chúng ta càng cường đại hơn, đây là chuyện tốt. Yên tâm đi, người sẽ ghi tên sử sách. Trên đài cao, lại có hai người hô lên. Đúng là hai người khác trong tứ đại tôn giả. Ha ha, Thẩm Khuyết, Vương tôn giả, Hà tôn giả, hiện tại ta tới đây, không phải là tới đúc dưỡng chuyển thế độc điển, mà là muốn một lần nữa thảo luận người làm điện chủ. Không để ý tới mấy người nói, Lâm Giang Hải lạnh lùng cười cười, thân thể nhoáng một cái, rơi xuống trên đài cao. Một lần nữa thảo luận người chọn lựa, Lâm tôn giả, chẳng lẽ ngươi hồ đồ rồi? Thẩm hộ pháp đạt được truyền thế độc điển, danh chính ngôn thuận, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm một quyển truyền thế độc điển khác? Vương tôn giả cười lạnh một tiếng. Truyền thế độc điển, là bảo vật quan trọng nhất của độc điển, thẩm hộ pháp tìm được, đã chiếm cứ vị trí chí cao vô thượng, như thế nào, ngươi không phục thẩm hộ pháp, hay không phục tổ sư khai phái? Hà tôn giả cũng khẽ nói. Hai người này sớm đã cùng thẩm hộ pháp đứng ở mặt trận thống nhất, trong lời nói tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Các ngươi không cần cầm đại nghĩa tới dọa ta, nếu như ta dám tới nơi này, một lần nữa thảo luận người chọn lựa làm điện chủ, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Lâm Giang Hải hất lên ống tay áo. Tuy không tìm được truyền thế độc điển, nhưng ta đã tìm được tổ sư khai phái. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn không trung. Cho mời tổ sư. Dầm ào ào. Đám người Nguyên Lăng, Bạch Đình lập tức dẫn theo Ngụy Như Yên bay tới, nhẹ nhàng đặt ở trên đài. Tổ sư khai phái. Có ý tứ gì? Dưới đài một hồi xôn xao, hết thảy độc sư đều hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tổ sư. Thẩm Khuyết cùng hai vị tôn giả khác cũng đều nhíu mày. Đúng vậy, vị này chính là tổ sư khai phái của chúng ta, hồn phách của nàng sống cho tới bây giờ, một lần nữa phụ thể ở trên người một tiên thiên độc thể. Tùy thời có thể sống lại, lần nữa thống lĩnh chúng ta đi đến huy hoàng. Lâm Giang Hải vung tay lên, chỉ hướng Ngụy Như Yên. Nàng là tổ sư khai phái. Nói đùa gì vậy, mấy vạn năm trước tổ sư liền kinh đi về cõi tiên, tại sao sẽ là một nữ hài mười mấy tuổi như vậy? Mọi người vốn sững sờ, sau đó đều xôn xao. Thẩm Khuyết cũng cười nhạo lên tiếng. Lâm tôn giả, ta xem ngươi là sợ vì độc điện cống hiến, đã mất đi lý trí. Tùy tiện tìm một người chính là tổ sư khai phái. Sao không nói hắn là khổng sư? Đúng vậy. Mọi người ở dưới đài cũng cười lắc đầu. Vị vạn độc tôn giả này bình thường đều rất đáng tin cậy đấy. Sao lần này lỗ mãng như thế? Một gia hỏa hôn mê bất tỉnh, nói là tổ sư khai phái, đùa gì vậy? Càn rỡ. Lâm Giang Hải nhướng mày. Thẩm Khuyết, người thân là độc sư cửu tinh, sẽ không ngay cả tiên thiên độc thể cũng nhận không ra chứ? Tiên thiên độc thể. Nữ hài này là tiên thiên độc thể. Một hồi xôn xao, Thẩm Khuyết cũng sững sờ, vội vàng nhìn sang, quả nhiên để cho hắn nhìn ra không đúng, trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Tiên thiên độc thể, là một loại thể chất đặc thù, vài vạn năm tới, cũng chỉ có tổ sư khai phái xuất hiện qua, chúng ta ở đây, cũng không có gặp qua, người tùy tiện tìm một nữ hài, nói là loại thể chất này. Có chứng cứ không? Hơn nữa, coi như là loại thể chất này. Cùng tổ sư khai phái có quan hệ gì? Hất ống tay áo lên, Thẩm Khuyết lạnh lùng cười cười. Vì không cho ta làm điện chủ, để cho quyền lợi của ngươi không bị ảnh hưởng, cái gia hổ này kéo có chút quá lớn đi. Kéo gia hổ? Thật là có khả năng. Tiên thiên độc thể, ai cũng chưa thấy qua, tùy tiện tìm người nói là cái này, nào có trùng hợp như vậy. Quả nhiên, Thẩm Khuyết vừa nói xong, dưới đài lập tức tiếng động lớn xôn xao. Lúc trước mọi người còn có chút kỳ quái, bây giờ đã tràn đầy hoài nghi. Chương 2045, Tổ sư tha mạng hạ. 1. Tuy nữ hài trên đài này thể chất có chút giống tiên thiên độc thể, nhưng loại thể chất này ai cũng chưa thấy qua, thiệt giả không thể nào điều tra. Bên này thẩm hộ pháp vừa tìm được truyền thế độc điển, hắn đã tìm được tiên thiên độc thể, còn được xưng tổ sư khai phái. Nói cho ai nghe, ai cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin, có chút ý tứ đối chọi gay gắt. Ha ha, tiên thiên độc thể, cũng được xưng là tai họa thể, một khi không quản thúc, sẽ không tự chủ được phóng thích kịch độc, chuyện này, không cần ta nói, chắc hẳn ở đây đều biết. Vị cô nương này, tuy hôn mê, nhưng loại kịch độc này vẫn đang không ngừng phóng thích. Nếu như thẩm hộ pháp không tin, hoàn toàn có thể hấp thu những độc khí này, nhìn ngươi có thể chịu đựng được hay không. Ngay cả độc sư cửu tinh như ngươi cũng không chịu nổi mà nói, chỉ sợ không cần phải nói cũng biết là thật đi. Lâm Giang Hải nhẹ nhàng cười cười.
tuy không còn đan dược làm vật chứng, nhưng độc khí trên thân nữ hài trước mắt này, chính là chứng minh tốt nhất. Từ nhục thân cùng linh hồn tỏa ra, trong thời gian ngắn, không coi vào đâu, nhưng hấp thu khá hơn, độc sư cửu tinh chỉ sợ cũng khó có thể chống chọi. Có thể tản mát ra loại lực lượng này, không phải giả có thể làm được. Cái này, Thẩm Khuyết sững sờ. Lấy nhãn lực cùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra nữ hài này đến cùng có phải tiên thiên độc thể thật hay không, bất quá, đại vị đã ở trước mặt, lập tức có thể trở thành điện chủ, một khi thừa nhận, vô cùng có khả năng rơi vào trong tay người khác. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Người đã làm ra tiên thiên độc thể, tự nhiên phải ngụy trang giống một ít, sớm chuẩn bị xong kịch độc, một khi thẩm hộ pháp hấp thu, vô cùng có khả năng trúng kế. Loại thủ đoạn này, cũng không cần lấy ra a. Vương Tôn giả cười nhạo. Đúng vậy, người khác không biết, ta là biết rõ, không muốn chết cứ việc nói thẳng, buồn cười lúc trước còn đại nghĩa lăng nhiên, độc điện thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Hà Tôn giả cũng cười lạnh. Các ngươi không cần cố ý nói sang chuyện khác, đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Tiên thiên độc thể, nếu như dễ ngụy trang như vậy, độc điện chúng ta cũng không sụp đổ nhiều năm như vậy. Lâm Giang Hải khoát tay. Vị này đến cùng có phải hay không, chúng ta hoàn toàn có thể mời tổ tiên ý niệm của các thời kỳ đi ra, để cho bọn họ phán quyết. Độc điện giống như danh sư học viện, các thời kỳ cũng có tổ tiên giữ lại ý niệm, nếu như bọn hắn không cách nào xác nhận, hoàn toàn có thể mời ra. Tổ tiên ý niệm sẽ không nói dối, cũng không có nhân tố tình cảm ở bên trong, hoàn toàn có thể làm được công chính phán quyết. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần mời tổ tiên ý niệm, không phải là muốn biết nàng có phải là tiên thiên độc thể sao? Rất đơn giản, ta dò xét thoáng chút, trên người nàng có bị hạ độc hay không liền biết. Thẩm Khuyết nhíu mày nhìn lại. Hắn có thể xác nhận vị trước mắt này chính là tiên thiên độc thể, một khi mời tổ tiên đến, chỉ cần xác nhận, coi như hắn hao hết trăm cay nghìn đắng tìm được truyền thế độc điển, chỉ sợ vị trí điện chủ cũng không có quan hệ gì tới hắn. Thực lực của hắn lợi hại, nhưng so với tiên thiên độc thể mà nói, còn kém quá xa. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, Thẩm Khuyết thẳng tắp nắm tới Ngụy Như Yên. Phần phật, chân khí nâng nâng, nữ hài chậm rãi lơ lửng, yên tĩnh đứng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, giống như mỹ nhân ngủ say. Ta xem thoáng cái, nguyên thần của Thẩm Khuyết nhoáng một cái, lập tức lan tràn tới Ngụy Như Yên, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, một đạo ý niệm rất nhỏ lặng yên không một tiếng động, chui vào trong cơ thể nữ hài. Hắn muốn nhờ danh nghĩa điều tra, chém giết nữ hài này. Một khi gia hỏa này chết rồi, nói cho dù dễ nghe, cũng là giả dối. Cái gì tổ sư khai phái, cái gì tiên thiên độc thể, tất cả đều không coi vào đâu. Sau khi hoàn thành, còn có thể đẩy cho Lâm Giang Hải, nói hắn vì ngụy trang tiên thiên độc thể, dùng độc quá mạnh, hại chết nữ hài. Dù sao nữ hài từ khi xuất hiện liền ở vào trạng thái hôn mê, cho dù chết, cũng không ai có thể tranh luận. Động tác của hắn cực kỳ nhỏ, Lâm Giang Hải cũng không nghĩ tới, đường đường độc điện hữu hộ pháp sẽ hèn hạ như thế, trước ở mặt mọi người tàn sát tổ sư khai phái, bởi vậy cũng không phát hiện hắn mở ám. Vù vù, đạo ý niệm này vừa tiến vào trong cơ thể nữ hài, thời gian nháy con mắt liền tuôn qua thức hải. Hắn là độc sư cửu tinh, thực lực dĩ nhiên đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường, mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, trình độ cường đại ngay cả thánh vực ngũ trọng, lục trọng cũng khó có thể chống chọi. Dâm ao ao, đi vào chỗ sâu trong thức hải, sau đó chứng kiến một nữ hài, yên tĩnh lơ lửng ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, thân thể liên tục tản mát ra độc khí nhàn nhạt. Quả nhiên là tiên thiên độc hồn thể. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt đạo ý niệm này của Thẩm Khuyết càng thêm khó coi. Tiên thiên độc thể đã rất khó tìm, hơn nữa tiên thiên độc hồn thể, nếu như nữ hài này sống sót, coi như hắn có thể kế thừa điện chủ, cũng sẽ ngồi không lâu liền nhường chỗ. Loại người này thật quá đáng sợ, học tập dùng độc mà nói, tuyệt đối tiến triển cực nhanh, thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh đến khiến người ta tặc lưỡi, mặc dù thực lực như hắn, ở trước mặt đối phương, cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Vì vị trí này, ta đã chuẩn bị vài trăm năm, sẽ không để cho ngươi cướp đi, mặc kệ ngươi là ai. Ánh mắt rét lạnh, Thẩm Khuyết thấp giọng hô, bàn tay hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp chém tới nữ hài. Kiếm quang như điện, mang theo băng hàn chi ý. Đừng nói chỉ là nữ hài trong mê ngủ, coi như thanh tỉnh khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Mắt thấy kiếm quang sẽ phải bổ vào trên nữ hài, đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ thức hải của Ngụy Như Yên truyền đến, ngay sau đó lực lượng mãnh liệt hiện lên, ngăn kiếm quang ở bên ngoài. Cái gì?
đồng tử của Thẩm Khuyết co rụt lại, sau đó chứng kiến một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Cũng là một đạo ý niệm, tuy không phải nguyên thần, lại mang theo khí tức thiên địa nhận thức, làm cho người ta cảm giác vững như bàn thạch. Thiên nhận danh sư, ngươi là Khổng sư. Sắc mặt trầm xuống, Thẩm Khuyết lại càng hoảng sợ. Chương 2046, tổ sư tha mạng hạ. 2. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được một ý thức khác, hơn nữa còn là thiên nhận danh sư, để cho hắn không thể tin được. Trong lịch sử, thiên nhận danh sư chỉ có một vị, đó chính là vạn thế chi sư, chẳng lẽ chính là vị trước mắt này? Hừ, dám động thủ với học trò của ta, chết. Ánh mắt đối phương nheo lại, bàn tay chảo một cái. Xì xì xì. Chung quanh thức hải của nữ hài lập tức vò tới mấy đạo chân khí vừa thô vừa to, những chân khí này mang theo thiên địa uy áp mãnh liệt, tựa như thiên địa trừng phạt. Không. Đồng tử của Thẩm Khuyết co rụt lại, đang muốn giải thích, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Đoạn ý thức này, tựa như dầu nóng dính vào hỏa tinh, trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt, kêu thảm cũng không có phát ra, đã bị thiêu cháy thành tro. Phốc. Đoạn ý thức này bị triệt tiêu, Thẩm Khuyết ở bên ngoài dò xét Ngụy Như Yên, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là nguyên thần của hắn lặng lẽ xé ra một đạo ý niệm, bị người chém giết, coi như là bản thể cũng không kịp phản ứng, bị thương nhẹ. Thẩm hộ pháp. Không nghĩ tới tân điện chủ mình ủng hộ chỉ là dò xét nữ hài thoáng cái, liền trực tiếp thổ huyết, Vương Tôn giả cùng Hà Tôn giả vội vàng đi tới trước mặt, đang muốn hỏi thăm rõ ràng, liền chứng kiến trong mắt độc điện hữu hộ pháp tràn đầy hoảng sợ, như nhìn thấy quái vật. Đi mau. Sắc mặt trắng bệch, Thẩm Khuyết xoay người muốn rời đi, còn không có bay lên, liền cảm thấy một cỗ khí tức vô địch từ trên thân nữ hải phát ra, như thiên địa sụp đổ, làm cho người ta cảm giác vô luận ẩn núp đến nơi nào, cũng không thể tránh né. Oanh long long, nữ hải chậm rãi lơ lửng, mái tóc đen nhánh, không gió mà bay, tung bay dựng lên, hai mắt nhắm chặt, phối hợp liên tục tỏa ra độc khí, làm cho người ta cảm giác cực kỳ yêu dị. Dùng nguyên thần đánh lén hồn phách của ta, hiện tại còn muốn chạy, người cho rằng còn đi được sao? Một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, mang theo ý niệm làm cho người không cách nào phản kháng, nghe không ra là nam hay nữ, nhưng mà rơi vào trong tai, lại như sấm sét nổ tung, kìm lòng không được sinh ra khủng hoảng. Đánh lén. Thẩm hộ pháp không phải điều tra mà là đánh lén. Dưới đài tất cả mọi người đều sững sờ, lần nữa nhìn về phía Thẩm Khuyết, sắc mặt giận dữ. Vốn tưởng rằng hắn thật sự là điều tra nữ hài này có phải tiên thiên độc thể hay không, không nghĩ tới lại muốn giết người. Thẩm Khuyết, ngươi. Lâm Giang Hải càng tức giận sắp bạo tạc nổ tung, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối phương ở dưới mí mắt của hắn động thủ, hắn vậy mà không hề phát hiện. Nếu tổ sư thật sự có sự tình gì, hắn làm sao bàn giao? Ta. Sắc mặt Thẩm Khuyết trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn nữ hài, cắn răng nói. Ta chỉ là thăm dò mà thôi, không phải là muốn giết ngươi. Thăm dò, hừ, bổn tọa sống mấy vạn năm, tự tay sáng lập độc điện, cần một vãn bối như ngươi tới thăm dò. Ngươi tính là thứ gì? Ánh mắt nữ hài đóng chặt như trước, thân thể từng bước một từ không trung đi xuống, mỗi một bước áp lực bạo tăng gấp đôi, Thẩm Khuyết chỉ cảm thấy da đầu tràn đầy mồ hôi, cả người sắp không chịu nổi. Hắn là độc sư cửu tinh, thực lực dĩ nhiên đạt đến tình trạng làm cho người hoảng sợ. Nhưng cường đại như thế, ở trước mặt đối phương lại giống như con rối, không có chút năng lực phản kháng nào. Ta, Thẩm Khuyết nói không ra lời. Vừa rồi chỉ thoáng cái, liền triệt tiêu ý thức của hắn, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt xa hắn. Mấu chốt nhất là, còn hoài nghi đối phương là Khổng sư, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không có chút lực lượng nào. Năm đó bổn tọa tung hoành đại lục, không ai dám tìm phiền toái, ngươi một hậu bối, được ta truyền thừa. Lại vẫn dám động thủ với ta, thật sự là to gan. Nữ hài lên tiếng lần nữa, như là sấm rền, từng chữ, đều đâm vào màng nhĩ, khiến người ta không biết trả lời như thế nào. Tiền bối, ta thật không muốn động thủ với ngươi, chỉ muốn nhìn xem rút cuộc là ai. Thẩm Khuyết vội vàng nói. Hiện tại biết ta là ai chưa? Khuôn mặt nữ hài băng lãnh. Ngươi đến cùng là người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ? Thẩm Khuyết vẫn chưa trả lời, Vương Tôn giả liền không nhịn được ngửa đầu quát lớn. Hắn không có trải qua một màn ở trong cơ thể Ngụy Như Yên, cũng không biết vị trước mắt này đáng sợ, bởi vậy ở hắn xem ra, đối phương coi như khí tức không kém, nhưng bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chống chọi, không coi vào đâu.
ta là người như thế nào? Nữ hải lạnh lùng cười cười. Dâm ào ào. Một quyển sách từ trong mi tâm bay ra, càng biến càng lớn, thời gian nháy con mắt thì lớn vài trăm thước, mang theo thiên đạo uy áp nồng đậm, khiến toàn thân người ta giam cầm, ngay cả lực lượng chạy trốn cũng không có. Bành. Chỉ thoáng cái, vị vương tôn giả này còn không kịp phản ứng, đã bị ngay tại chỗ nện thành bánh thịt. Hiện tại có thể biết ta là ai rồi hả? Một sách đập chết vương tôn giả, nữ hài chắp hai tay sau lưng, người ở giữa bầu trời, như yêu như thần. Tổ sư tha mạng. Đồng tử co rụt lại, Thẩm Khuyết cùng Hà tôn giả vội vàng quỳ rạp xuống đất. Chương 2047, Khải Linh Sư 1. Vương tôn giả giống như bọn họ, đều là độc sư cửu tinh, không nói dùng độc, thực lực sớm đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, một chiêu đập chết, ngay cả nguyên thần cũng không có đào thoát, loại thực lực này, bóp chết bọn hắn đoán chừng cũng như bổ dưa thái rau. Tiên thiên độc thể, độc hồn thể, lại có loại thực lực này, ngoại trừ tổ sư, thật sự nghĩ không ra là người nào. Không chỉ Thẩm Khuyết cùng Hà tôn giả sợ tới mức quỳ xuống, hết thảy độc sư của độc điện, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, không dám nhiều lời nửa câu. Bổn tọa không hy vọng còn có người chất vấn ta, còn có dị tâm, vương tôn giả này chính là tấm gương. Hừ lạnh một tiếng, nữ hài khoát tay áo, quay đầu nhìn hai người Thần Khuyết, không có bất kỳ biểu lộ. Hiến tế linh hồn, có thể tha các ngươi không chết. Vâng. Thẩm Khuyết, Hà tôn giả nào dám nói nhảm, vội vàng hiến tế linh hồn ra. Đối phương chém giết vương tôn giả, giống như giết gà nhẹ nhõm, giết bọn hắn cũng sẽ không phí quá nhiều sự tình. Tìm toàn bộ độc sư cửu tinh của độc điện đến, giúp ta kích hoạt thể chất, ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Thu linh hồn đối phương hiến tế, tương đương triệt để nắm sinh tử của đối phương trong tay, không sợ phản kháng, an bài xong hết thảy, liền truyền âm cho Lâm Giang Hải. Vâng. Vừa rồi Lâm Giang Hải đã nghe đệ tử Bạch Đình nói rõ chi tiết, không có quá nhiều do dự, lập tức triệu tập hết thảy độc sư đạt tới cửu tinh, giúp đỡ nữ hài mở ra thể chất, khống chế độc thể. Vù vù. Làm xong những thứ này, nữ hài lần nữa rơi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục mê man. Bất quá, đã có một màn vừa rồi, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía đối phương, tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, không ai dám động tâm tư không đứng đắn gì. Hết thảy độc sư cửu tinh của độc điện đồng loạt ra tay, hỗ trợ kích hoạt, trấn áp tiên thiên độc thể. Ba ngày sau, Ngụy Như Yên tỉnh táo lại, ngồi ở trên bảo tọa cao nhất của độc điện đại biểu điện chủ, nhìn về phương xa, siết chặt tú quyền. Những ngày này tuy hôn mê, nhưng lão sư vì nàng, lại nhìn thấy tận mắt. Mạo hiểm đi vào độc điện, thậm chí ngay cả đưa đến nơi đây sẽ nguy hiểm cũng sớm tính toán tốt, lưu lại ý niệm hỗ trợ tiêu trừ. Ân tình to lớn, để nàng thịt nát xương tan cũng khó báo đáp. Lão sư, Như Yên nhất định không cô phụ kỳ vọng của người. Nhớ tới dáng tươi cười ấm áp của lão sư, cùng khí chất cao nhã, hốc mắt của Ngụy Như Yên phiếm hồng, trong lòng phát ra lời thề. Vốn tưởng rằng vừa ra đời mẫu thân chết rồi, hiện tại phụ thân cũng không có ở đây, cả ngày thừa nhận thống khổ, không có qua một ngày tốt lành, là trời xanh cho nàng trừng phạt, hiện tại xem ra, chỉ là vì để nàng gặp được một lão sư như vậy. Đây mới là lão sư, chính thức vì đệ tử suy nghĩ, cam tâm trả giá hết thảy. Có thầy như thế, còn đòi hỏi gì? Không nghĩ tới, đạo ý niệm kia còn phải dùng ra, độc điện quả nhiên so với ta suy nghĩ muốn nguy hiểm. Phi Chu vừa tới bên ngoài Thanh Nguyên Đế Đô, Trương Huyền liền cảm ứng được ý niệm lưu lại trong cơ thể Ngụy Như Yên tiêu hao hầu như không còn, nhịn không được lắc đầu. Lúc trước lưu lại ý niệm cùng thiên đạo chi thư, chính là sợ người độc điện gây phiền toái. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao độc điện không giống danh sư đường, chú ý quy củ, ở chỗ này, chỉ có dùng thủ đoạn cường lực nhất, mới có thể làm cho người tin phục. Hiện tại xem ra, nhờ có sớm chuẩn bị, nếu không học sinh của mình vô cùng có khả năng sống không được. Tuy cụ thể xảy ra chuyện gì, khoảng cách quá xa không hiểu rõ tình hình, nhưng thiên đạo chi thư thi triển ra, Ngụy Như Yên khẳng định liền an toàn. Thứ này tế ra, đừng nói độc sư cửu tinh, coi như danh sư cửu tinh. Chỉ sợ cũng đỡ không nổi, chấn nhiếp mọi người ở tổng bộ độc điện, không khó lắm. Viện trưởng, Phùng chiến sư, Giang chiến sư tới. Đang trầm tư, chỉ thấy Nhược Hoan công tử đi tới, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám người Phùng Huân cùng Giang Nguyên bay tới. Trương Huyền nghênh đón. Hơn một tháng không gặp, Phùng Huân thành công đột phá đến nguyên thần cảnh, lực lượng so với trước kia càng thêm trầm ổn, càng thêm hùng hồn, xem xét liền biết trong khoảng thời gian này hạ không ít công phu.
Giang Nguyên cũng triệt để củng cố tu vi nguyên thần cảnh sơ kỳ, ý niệm trở nên cứng cáp hơn, xem ra bị Thiên Diệp Vương phụ thể, biết rõ linh hồn là điểm yếu, tận lực tăng cường. Trương viện trưởng, các ngươi rút cuộc đã tới. Phùng Huân nở nụ cười. Đối phương cưỡi phi chu cực kỳ lớn, hơn nữa thánh thú phi hành cấp bậc cũng không cao, tốc độ tự nhiên so ra kém bọn hắn, như vậy vừa vặn, hơn một tháng qua, mọi người chiến sư đường biết sự tình Hồng Viễn học viện, tất cả đều sớm chuẩn bị, tu luyện kích tình, tăng vọt trước đó chưa từng có. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, sức chiến đấu chỉnh thể của toàn bộ chiến sư đường liền bạo tăng một đoạn thật lớn, để cho đường chủ cũng tràn đầy vui mừng. Chiến sư đường chuyên môn vì các ngươi chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi, chúng ta đi qua đi. Giang Nguyên nói, tốt, khống chế thánh thú, phi chu lần nữa chậm rãi bay lên, không lâu sau, ở dưới hai người Giang Nguyên chỉ điểm đến một trang viên thật lớn, diện tích bao la, chừng trên trăm mẫu, mặc dù Trương Huyền mang đến nhiều đệ tử, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm ở lại. Trương viện trưởng, giao lưu hội quyết định ở 3 ngày sau, đến lúc đó chiến sư đường ta, sẽ tổ chức nghi thức long trọng hoan nghênh các ngươi đến. An bài tốt hết thảy, Phùng Huân nói. Vậy làm phiền Phùng chiến sư rồi. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mình mang nhiều đệ tử như vậy, đường xa mệt nhọc, trên đường đi cực kỳ vất vả, như thế nào cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, đối phương cấp 3 ngày thời gian hỏa hoãn, xem ra cũng phải sớm chuẩn bị. Xác định xong thời gian trao đổi, hai người Phùng Huân đứng dậy cáo từ, bọn hắn đi rồi, Trương Huyền gọi Mi trưởng lão tới. Để cho đệ tử chăm chỉ tu luyện, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón 3 ngày sau trao đổi, ta đi ra ngoài một chuyến. Cùng chiến sư đường trao đổi, mục đích chủ yếu ở chỗ để cho các học sinh tăng trưởng kiến thức, cho dù bại, cũng không coi vào đâu. Vô luận tu luyện cái gì, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, vẫn luôn là chiến thắng, thỉnh thoảng thất bại, cũng có trợ giúp tâm cảnh tôi luyện cùng lắng đọng. Chương 2048, Khải Linh Sư 2. Không nói những người khác, nói chính hắn, cũng không phải thường xuyên thua phân thân, bị đánh rất bi thảm sao. Nhiều lần đọ sức như vậy, một lần cũng không thắng qua, giống nhau không có mất đi lòng tin, trái lại mình còn ý chí chiến đấu sục sôi, tăng thêm càng nhiều động lực. Nghe được hắn muốn đi ra ngoài, Mi trưởng lão nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nhìn qua. Viện trưởng, đây là đế đô của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, cao thủ nhiều như mây, thời điểm ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận làm việc, không nên lỗ mãng, nếu không dẫn xuất phiền toái, chúng ta cũng không có cách nào. Vị viện trưởng này của bọn hắn, am hiểu nhất cái gì, hắn biết rất rõ ràng, tuy thiên phú vô song, làm người chính trực, nhưng biệt tài phá hoại. Ở Hồng Viễn Đế Quốc, bọn hắn nắm chức vị cao, xảy ra chuyện còn có thể che lấp, nhưng ở nơi đây, địa vị của bọn hắn, đã cái gì cũng nói không lên, hết thảy phải cẩn thận cho thỏa đáng, mọi người chỉ là tới đây trao đổi, chớ chọc ra đại phiền toái, cuối cùng khó có thể kết thúc. Yên tâm đi, lần này đi ra ngoài, chỉ là vì tìm kiếm phương pháp chữa kim nguyên đỉnh, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Thấy đối phương lo lắng, Trương Huyền im lặng lắc đầu. Hắn làm chuyện gì luôn rất có đúng mực, như thế nào ở trong lòng Mi trưởng lão lưu lại ấn tượng không chịu nổi như thế. Giống như hắn là vua phá hoại vậy. Vậy là tốt rồi. Mi trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm gì nữa. Tuy câu trả lời này hắn cũng không tin tưởng, nhưng dù sao đối phương cũng là viện trưởng, xem như trưởng lão nhắc nhở một câu, đã kết thúc bản phận, nói nhiều hơn nữa, sẽ có chút đi quá giới hạn rồi. Đi ra trang viên, Trương Huyền tìm người hỏi thăm vị trí của luyện khí sư công hội, đi tới. Kim Nguyên Đỉnh vì cứu mọi người mà lâm vào ngủ say, đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, làm chủ nhân, tự nhiên phải tìm kiếm phương pháp giải cứu nó. Còn chưa tới luyện khí sư công hội, một kiến trúc kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt, cao vút trong mây, giống như tòa tháp cao, nhất là đỉnh, lộ ra cực kỳ dài nhỏ, như cổ thiên nga, cong cong thả xuống. Khải Linh Sư công hội. Khải Linh Sư là cái gì? Nhìn thoáng qua bảng hiệu trên kiến trúc, Trương Huyền tràn đầy kỳ quái. Hắn biết không ít chức nghiệp, nhưng chưa từng nghe qua Khải Linh Sư. Vị thiếu gia này, là có vật phẩm gì cần mở linh tính sao? Chỉ cần 10 linh thạch trung phẩm, ta dẫn đường cho ngươi, giới thiệu Khải Linh Sư tốt nhất, cam đoan không cho ngươi tiêu tiền uổng phí. Đang kỳ quái, chỉ thấy một gã sai vặt chạy tới. Là một thiếu niên 16, 17 tuổi, tu vi chỉ có hóa phàm nhất trọng, đôi mắt đen thui, cực kỳ lanh lợi. Trương Huyền tiện tay ném ra 10 viên linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm đối với hắn hiện tại mà nói, đã không coi vào đâu, phí nhiều hơn nữa cũng không đau lòng,
nếu như gia hỏa này quen thuộc, vừa vặn có thể hỏi thăm. Khải Linh Sư, cũng là chức nghiệp đặc thù. Suy nghĩ một chút hỏi. Thiếu gia xem xét liền biết không phải người Thanh Nguyên đế quốc a. Nghe hắn hỏi ra lời này, gã sai vặt cười nói. Ta từ Hồng Viễn đế quốc đến. Trương Huyền gật đầu. Hèn chi, vừa tới Thanh Nguyên đế quốc, rất nhiều người không biết Khải Linh Sư là cái gì, thậm chí còn không có nghe qua. Gã sai vặt cười cười, giải thích nói. Khải Linh Sư, nghiêm khắc trên ý nghĩa thì không tính chức nghiệp đặc thù, bất quá là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng ở Thanh Nguyên đế quốc, không biết bao nhiêu người mộ danh đến đây, thậm chí ngay cả người danh sư đường cũng tới đây bái phỏng, cực kỳ náo nhiệt. Trương Huyền kỳ quái. Cái chức nghiệp này có thể làm gì? Ngay cả danh sư cũng tới đây bái phỏng, coi như không phải là chức nghiệp đặc thù, tất nhiên cũng có chỗ đặc thù, thật giống như trước kia gặp qua người dưỡng thuốc, dù không có hình thành chức nghiệp truyền thừa, nhưng cũng hết sức lợi hại, đối với dược vật đào tạo có năng lực đặc biệt, đối với dược sư cùng luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu, không dám khinh thường. Khải Linh Sư, tên như ý nghĩa, mở linh tính cho vạn vật. Gã sai vặt nói, thật giống như có chút tu luyện giả, đạt tới chọc thanh cảnh. Bởi vì tu vi quá mạnh mẽ, rất khó đi vào hợp linh cảnh, lúc này chỉ cần tìm được Khải Linh Sư, tiến hành dẫn dắt, cũng rất nhanh có thể nắm giữ bí quyết, đi vào tầng thứ cao hơn. Cũng có chút binh khí, mất đi linh tính, Khải Linh Sư có thể trợ giúp mở linh tính, để cho nó lần nữa khôi phục. Đây thật ra là một loại chức nghiệp phụ trợ, có thể cho người đi vào ý cảnh đặc thù, để cho linh hồn đạt được rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này, ý của ngươi là cái chức nghiệp này. Có thể khiến linh tính của binh khí ngủ say, một lần nữa thức tỉnh. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Đương nhiên, linh tính của binh khí ngủ say, những chức nghiệp khác làm không được, Khải Linh Sư khẳng định có thể làm thức tỉnh, bọn hắn đối với linh hồn nghiên cứu cực kỳ cao thâm. Gã sai vặt giải thích. Vậy thì dẫn ta đi vào. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Hắn đi luyện khí sư công hội, mục đích chính là giúp Kim Nguyên Đỉnh khôi phục linh tính, nếu như Khải Linh Sư này có thể làm được. Thì không cần phải đi nơi đó. Thiếu gia, người có binh khí linh tính lâm vào ngủ say. Gặp hắn như vậy, gã sai vặt hỏi. Binh khí linh tính giống như vu hồn, theo thời gian kéo dài, hoặc là chiến đấu sẽ biến mất, triệt tiêu, không ít binh khí lợi hại bởi vậy uy lực giảm nhiều. Luyện chế lại một lần mà nói, tuy có thể lần nữa sinh ra linh trí, lại sẽ ảnh hưởng kết cấu vốn có, thậm chí để cho cấp bậc rút lui, trở nên xa không bằng trước. Còn có chính là một ít linh tính lợi hại, không muốn thần phục chủ nhân, liền cần gạt bỏ, đổi đi một cái nguyện ý thần phục. Lúc này phải tìm Khải Linh Sư, để cho đối phương hỗ trợ mở ra linh trí lần nữa, như vậy binh khí khôi phục uy lực, lại không đến mức tổn thất tính năng. Phải. Trương Huyền gật đầu. Không biết là loại binh khí cấp bậc nào, cấp bậc bất đồng, cần đẳng cấp Khải Linh Sư cũng không giống. Gã sai vặt nhìn qua. Thánh khí trung phẩm. Trương Huyền nói. Chương 2049, hứa phó hội trưởng 1. Thánh khí trung phẩm. Gã sai vặt lại càng hoảng sợ. Thánh khí, bình thường là cường giả thánh vực mới có thể có, đạt tới trung phẩm, càng là cực kỳ hiếm thấy, coi như thương mang kiếm của Hoàng đế Thanh Nguyên đế quốc, cũng chỉ là loại cấp bậc này, chỉ cần xuất thế, đều dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Vốn hắn thấy đối phương trẻ tuổi, tối đa nhất là linh khí tuyệt phẩm cũng không tệ rồi, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Có được loại pháp bảo cấp bậc này. Vị thiếu gia này, là danh sư a. Nhìn không được nhìn lại. Ân. Trương Huyền gật đầu, có chút kỳ quái. Sao ngươi biết được? Hắn cũng không mặc quần áo và trang sức đặc thù, cũng không có tỏa ra khí tức danh sư, đối phương làm sao biết được? Nếu như không phải danh sư, có được loại cấp bậc thánh khí này, khẳng định sớm đã có người xuất thủ tranh đoạt. Gã sai vặt cười khổ. Thánh khí trung phẩm. Toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng là siêu cấp bảo vật, một khi để lộ tin tức, rất nhiều người muốn đạt được, há là một tu luyện giả trẻ tuổi như vậy có thể thủ hộ. Trừ khi, là danh sư. Có danh sư đường bảo hộ, thì không có người nào dám đánh chủ ý tới danh sư. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hiểu được. Chuyện này hắn cũng hiểu rõ. Nếu không phải danh sư, dọc theo con đường này không ít người ngấp nghé tốc độ tu luyện cùng công pháp của hắn, phiền toái đã sớm theo nhau mà đến. Sao có thể đi tới nơi này? Danh sư không chỉ là một loại trách nhiệm, càng là một ô dù to lớn. Thánh khí trung phẩm, cần Khải Linh Sư thất tinh mới có thể thức tỉnh linh trí trong đó, toàn bộ công hội đạt tới loại cấp bậc này, tổng cộng chỉ có 3 vị,
theo thứ tự là hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng, chỗ bọn hắn tương đối vắng vẻ. Ta mang ngươi tiến đến xin phép. Biết rõ đối phương là danh sư, gã sai vặt không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa nói. Trương Huyền đáp một tiếng, có chút kỳ quái. Khải Linh sư cũng giống như những chức nghiệp khác, chia làm rất nhiều đẳng cấp. Cũng chia đẳng cấp, bất quá thấp nhất là tứ tinh. Gã sai vặt giải thích nói. Thấp nhất tứ tinh. Trương Huyền không hiểu. Những chức nghiệp khác trên cơ bản đều là từ nhất tinh đến cửu tinh, mà Khải Linh sư không giống, kết thúc học đồ, khảo hạch chính là tứ tinh. Gã sai vặt nói. Kỳ thật đây là vì phối hợp những chức nghiệp khác mới có xưng hô, trên thực tế, cấp bậc chính thức của bọn hắn là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Sơ cấp đối ứng tứ tinh, ngũ tinh, trung cấp đối ứng lục tinh, thất tinh, cao cấp đối ứng bát tinh, cửu tinh. Nhưng phân chia như vậy mà nói, cùng với những chức nghiệp khác cấp bậc chia lìa, ngược lại không tốt. A, suy tư thoáng cái, Trương Huyền hiểu được. Liên lụy đến linh tính, linh hồn, đã nói lên tu vi ít nhất phải đạt tới thánh vực ngũ trọng hợp linh cảnh, tu vi như thế, đã đạt đến danh sư tứ tinh đỉnh phong, nửa bước ngũ tinh. Nếu như lại từ nhất tinh bắt đầu xếp đặt mà nói, cùng những chức nghiệp khác liền hoàn toàn không có biện pháp móc nối, tự nhiên phải từ tứ tinh bắt đầu. Trên đời này các loại chức nghiệp không biết bao nhiêu, thiên kỳ bách quái quy định cũng nhiều vô số kể. Thật giống như lúc trước nghe nói qua thiên cơ sư, suy diễn thiên cơ, xác định họa phúc, cần đối với thiên địa đại đạo, sớm tối họa phúc có lý giải mới được, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới thánh vực. Cấp bậc nhập môn tự nhiên cao hơn, thậm chí trực tiếp tới thất tinh. Khải Linh sư thất tinh trong miệng đối phương, trên thực tế gọi là Khải Linh sư trung cấp, tu vi chỉ sợ thấp nhất cũng đạt đến thánh vực nhị trọng. Đi theo sau lưng gã sai vặt vào đại điện. Vừa đi vừa hỏi thăm, rất nhanh, đối với công hội này cũng có hiểu rõ nhất định. Công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, đều đã đạt tới cường giả nguyên thần cảnh, tu vi bản thân ở toàn bộ Thanh Nguyên đế đô, cũng được cho đứng đầu. Đại điện rộng lớn, liếc mắt nhìn qua, không ít tu luyện giả xếp hàng chờ đợi Khải Linh sư hỗ trợ rèn luyện hồn phách, tăng lên thực lực của mình. Ta đến bây giờ còn không bước vào hợp linh cảnh, thủy chung cảm giác không thấy linh hồn, mong có thể được chỉ điểm. Một tu luyện giả chọc thanh cảnh đi vào trước mặt một thanh niên nói. Ngồi xuống đi. Thanh niên nhẹ gật đầu, chỉ về phía trước. Tu luyện giả chọc thanh cảnh vội vàng ngồi ở cách đó không xa. Đợi hắn ngồi vào chỗ của mình, thanh niên nhướng mày, bàn tay nhấn trên mặt đất một cái, một đạo hào quang lập tức lan tràn ra, hình thành một khe hở bao phủ. Thể xác và tinh thần buông lỏng. Thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên, thanh niên tựa như mang theo một loại ma lực cùng dụ hoặc đặc thù. Tu luyện giả chọc thanh cảnh kìm lòng không được nhắm mắt lại, như chìm vào ý cảnh nào đó. Đây là, kích thích linh hồn, để cho đối phương quan sát được lực lượng hồn phách, thuận tiện đột phá. Lợi hại. Nhìn một màn này ở trong mắt, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Lúc trước nghe được giới thiệu, còn tưởng rằng Khải Linh sư chỉ là một loại thủ đoạn đặc thù kích thích linh hồn, hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái chức nghiệp này có chút tương tự vu hồn sư, người sau là thông qua thủ đoạn đặc thù tu luyện bản thân, mà người trước, thì thông qua kỹ xảo tăng cường người khác. Lấy tu luyện giả chọc thanh cảnh kia làm thí dụ, lúc trước hắn cảm ngộ không đến hồn phách, liền không cách nào đi vào hợp linh cảnh, nhưng bị đối phương kích thích, linh hồn trở nên cường đại, có thể tự nhiên vận dụng lực lượng trong đó, khoảng cách đột phá cũng không xa. Ầm ầm, đang suy tư, quả nhiên thấy cường giả chọc thanh cảnh thét dài một tiếng, khí tức trên thân cấp tốc gia tăng, dĩ nhiên dò ngó linh hồn, đột phá đến tứ trọng. Chương 2050, hứa phó hội trưởng 2. Khó trách, người người đều muốn đi đế quốc cao đẳng, gặp gỡ quả nhiên cao hơn không ít. Chứng kiến vị kia từ Khải Linh sư bắt đầu mở linh tính đến đột phá, cũng không đến mấy phút, Trương Huyền nhìn không được cảm khái. Những địa phương như Vạn Quốc Liên Minh, hợp linh cảnh là đạo khảm lớn nhất, vô số người dùng cả đời, cũng khó có thể thành công, mà ở nơi đây, lại đơn giản như thế, cái chức nghiệp này, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, dù tất cả mọi người biết rõ, cao đẳng đế quốc kỳ ngộ nhiều, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào. Không nói từ Vạn Quốc Liên Minh đến nơi đây, một đường không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ nói giá cả mở linh tính cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Trọn vẹn một viên linh thạch thượng phẩm. Loại giá cả này, coi như là phủ minh chủ của Vạn Quốc Liên Minh, cũng cầm không ra. Hơn nữa các loại điều kiện hạn chế, thật giống như Dubai kiếp trước, người người đều biết nơi đây có thể kiếm tiền, nhưng vô dụng.
không có đạt tới cấp bậc nhất định, tiền nhiều hơn nữa cũng kiếm không đến. Tốt rồi, hôm nay danh ngạch đến, ta cần nghỉ ngơi, muốn tới tìm ta, 10 ngày sau lại đến. Vị tu luyện giả chọc thanh cảnh trước mắt đột phá, sắc mặt thanh niên cũng trở nên trắng bệch, tựa như hư thoát. Khải Linh Sư mở linh tính một lần, đối với linh hồn của mình tiêu hao thật lớn, một lần nhiều nhất 3 người, ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày. Sợ vị thiếu gia trước mắt này không hiểu, gã sai vặt giải thích nói. Trương Huyền gật đầu. Hắn là vu hồn sư, đối với hồn phách lý giải rất nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn ra độ khó khi mở linh tính, nghỉ ngơi 10 ngày, đã coi như là khôi phục rất nhanh. Tiếp tục đi về phía trước, chứng kiến có Khải Linh Sư giúp đỡ tu luyện giả rèn luyện linh hồn, cũng có giúp đỡ binh khí mở linh tính, vì có thể có được danh ngạch mở linh tính, rất nhiều người thậm chí giá cao mua vị trí xếp hàng. Quả nhiên kiếm tiền. Xem một lát, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Cái chức nghiệp này hoàn toàn chính xác kiếm rất nhiều tiền. Tu luyện linh hồn không giống nhục thân, chân khí thấy được mò được, tu luyện dễ dàng, hồn phách không giống, một mình tu luyện tương đối phiền toái, nhưng dựa vào Khải Linh Sư, có thể làm cho hồn phách rất nhanh trở nên cường đại, so với một mình tu luyện phải nhanh hơn gấp bội, còn có binh khí lợi hại, để cho linh tính trong đó thần phục mình, cần tiêu phí không biết bao lâu, có ít người thật nhiều năm cũng làm không được, phiền toái như vậy, không bằng trực tiếp gạt bỏ, sau đó mượn tay Khải Linh Sư. Lần nữa đổi một cái nghe lời. Chỉ hai thứ này, cũng đủ để cho chức nghiệp này nóng nảy tới cực điểm rồi. Phía trước chính là địa phương Hứa phó hội trưởng mở linh tính, nàng mở linh tính một lần, giá cả cực cao, nhất là thánh khí đạt tới trung phẩm. Vượt qua đám người, đi tới trước một gian phòng rộng lớn, gã sai vặt ngừng lại. Cần bao nhiêu linh thạch? Trương Huyền biết chắc không rẻ, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi. 100 linh thạch thượng phẩm. Gã sai vặt nói. Không đắt. Trương Huyền gật đầu. Chỉ cần có thể cứu sống Kim Nguyên Đỉnh, đừng nói 100 linh thạch thượng phẩm, coi như 1 vạn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện lấy ra. Dầm ào ào. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra 100 linh thạch thượng phẩm đưa tới. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Gã sai vặt đi vào gian phòng, không lâu sau, lần nữa đi vào trước mặt, trên mặt sắc mặt vui mừng. Thiếu gia, vận khí của ngươi không tệ. Hôm nay Hứa phó hội trưởng vừa vặn còn thừa lại danh ngạch cuối cùng, chúng ta vào thôi. Trương Huyền theo sau lưng đi vào. Gian phòng chừng trên 100 mét vuông, trung tâm ngồi một mỹ phụ, thoạt nhìn hơn 30, mặc dù không có thi triển lực lượng, nhưng nhất cử nhất động kèm theo khí tức giống như Ngô sư lúc trước, dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Hứa phó hội trưởng, đây là danh sư muốn thánh khí trung phẩm khôi phục linh tính. Gã sai vặt giới thiệu. Ân. Hứa phó hội trưởng nhẹ gật đầu, liếc nhìn Trương Huyền, hơi kỳ quái. Ngươi có thánh khí trung phẩm. Vị trước mắt này, chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, coi như là danh sư, cũng không có tư cách nắm giữ binh khí cường đại như thế a. Đúng vậy. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, đặt Kim Nguyên Đỉnh ở dưới đất. Binh khí của ta ý thức lâm vào ngủ say, mong Hứa phó hội trưởng có thể hỗ trợ đánh thức. Ngủ say. Hứa phó hội trưởng đứng dậy đi vào trước mặt Kim Nguyên Đỉnh. Nhìn kỹ một vòng, mày nhíu chặt, suy tư một lát hỏi. Ý niệm ngủ say, ngươi là tính toán mở ý niệm mới thay thế đối phương, hãy để cho ngủ say thức tỉnh. Để cho binh khí ngủ say khôi phục linh tính, có 2 loại phương pháp, thứ nhất, một lần nữa ra đời ý niệm mới. Thứ hai, trong lúc ngủ say làm thức tỉnh. Đương nhiên là thức tỉnh. Trương Huyền vội nói. Ra đời ý niệm chẳng khác nào gạt bỏ Kim Nguyên Đỉnh, đây là hắn sẽ không đi làm. Cái này có chút khó khăn. Hứa phó hội trưởng lắc đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó lại một gã sai vặt đi đến. Hứa hội trưởng, đạo khấu tiền bối muốn người giúp đỡ đệ tử của hắn mở linh tính thay anh, trùng kích nguyên thần cảnh. Đạo khấu. Hứa phó hội trưởng lắc đầu. Ngươi nói cho hắn biết, hôm nay ta không còn danh ngạch. Lời còn chưa dứt, một lão giả đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau hắn còn có một trung niên. Không có danh ngạch, ta nghe nói, hôm nay người mới mở linh tính 2 người, không phải còn có người cuối cùng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2050.